Kính thưa bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Hà Đông. Kính thưa thầy Phan Trung Phương là giảng viên chính của chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự chuyên đề của phòng giáo dục đào tạo quận Hà Đông. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên của các trường mầm non quận Hà Đông theo đề án 03 của quận ủy Hà Đông về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề quận Hà Đông năm 2023, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng xây dựng trường mầm non, cơ sở mầm non xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc, phát huy được vai trò của người cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non quận Hà Đông. Ngày hôm nay, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hà Đông phối hợp với hệ thống giáo dục Khai Minh Đức tổ chức một cái chuyên đề tập huấn vô cùng là cần thiết và vô cùng ý nghĩa. Đó là chuyên đề phát huy vai trò của người quản lý trước yêu cầu đổi mới giáo dục và quản trị nhà trường theo hướng tự chủ để xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Và đến tham dự chuyên đề ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Cùng các đồng chí là cán bộ của chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hà Đông. Người đại diện đơn vị phối hợp thực hiện xin được trân trọng giới thiệu là Công ty Cổ phần Giáo dục Khai Minh Đức. Trân trọng giới thiệu thầy giáo tiến sĩ Phan Trung Phương, thành viên hội đồng định hướng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, trưởng ban điều hành hệ thống giáo dục Khai Minh Đức. Cùng toàn thể các thầy cô giáo ở trong hệ thống đang rất là nỗ lực để hỗ trợ cho chúng ta cái chuyên đề thành công ngày hôm nay. Và đặc biệt cũng xin được giới thiệu đây cùng toàn thể các đồng chí, đó là sự có mặt của 73 hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn quận Hà Đông, 253, vâng đấy là cái số liệu của toàn quận, 253 chủ lớp mầm non độc lập cũng đang hiện diện trong hội trường này. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị đại biểu cũng như các thầy cô trong hội trường hôm nay. Và tiếp ngay sau đây chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông sẽ lên khai mạc lớp học ạ. Trân trọng kính mời. Thưa tiến sĩ Phan Trung Phương, cùng với tập đoàn giáo dục Khai Minh Đức, cùng toàn thể các thầy cô là hiệu trưởng chủ các cơ sở mầm non độc lập trên địa bàn quận Hà Đông, hôm nay thì phòng giáo dục đào tạo quận Hà Đông rất là vinh dự và vui mừng được mời được thầy đã bớt chút thời gian để về với quận Hà Đông, về với các trường mầm non cũng như là các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn quận. Một ngày cuối tuần, các thầy cô đã bớt chút thời gian, chúng tôi vô cùng trân trọng cảm ơn sự có mặt hiện diện của thầy Phan Trung Phương cũng như là các thầy cô, những thuyền trưởng của những các trường mầm non và các cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Ngày hôm qua thì là một ngày mưa tầm tã, nhưng hôm nay thì một ngày mới nắng lên, ta giang tay chào đón dịu dàng tia nắng hồng, ta bên nhau rạng rỡ, và một ngày thật tràn đầy năng lượng để chúng ta sẽ có một buổi không phải là chúng ta đến đây để học mà đến đây để được trao đổi, để được chia sẻ. Và một ngôi trường mầm non chúng ta mong muốn hoặc còn có những cái vướng mắc hoặc là cần tháo gỡ gì thì hôm nay chúng ta có cơ hội để được chia sẻ, được trao đổi với một tập đoàn Khai Minh Đức vô cùng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non. Một cái buổi hôm nay để chúng ta ngồi với nhau ở đây đã gác lại bao nhiêu lo toan, bao nhiêu những bộn bề của cuộc sống để chúng ta đến đây với nhau hôm nay vì một mục tiêu chung, đó chính là sự nghiệp giáo dục mầm non, vì sự phát triển của đất nước. Và ngày hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2023, cũng ngày này vào ngày 12 tháng 8 năm 1991, sự quan tâm của Quốc hội, của cả đất nước với giáo dục, đó chính là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em vào ngày 12 tháng 8 năm 1991, và đã được công bố vào ngày 16 tháng 8 năm 1991. Từ đó Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em được thực hiện,
đó chính là để bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em. Vì vậy hôm nay, với mục tiêu của chúng ta, đó chính là xây dựng một ngôi trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Mỗi ngày, bé đến trường là niềm hạnh phúc của cô. Bé vui thì cô sẽ vui, và các cô vui thì chắc chắn hiệu trưởng chúng ta sẽ hạnh phúc, và các chủ, các đồng chí thuyền trưởng sẽ hạnh phúc. Vậy thì tôi nhớ tới một câu nói của nhà bác học Archimedes: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất lên. Vậy thì kính thưa thầy Phan Trung Phương và các thầy cô, tôi cũng rất mong muốn mỗi một thầy cô hãy cho mình một điểm tựa. Và tôi thấy cái điểm tựa của Khai Minh Đức chính là tự tin, tình yêu và trách nhiệm. Với điểm tựa đó thì tôi cũng rất mong muốn mỗi một thầy cô chúng ta ngồi đây hãy lấy cái điểm tựa đó, điểm tựa lớn nhất đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương con trẻ, tình yêu thương gia đình, tình yêu thương đồng nghiệp, tình yêu thương với mọi người, và đặc biệt hãy yêu thương chính bản thân mình nữa. Từ đó chúng ta sẽ có được mỗi một ngôi trường sẽ là một ngôi trường hạnh phúc. Và trong quá trình đó thì sẽ rất có những nhiều khó khăn, vất vả, lo toan và đôi khi cũng là những áp lực với cái yêu cầu đổi mới hiện nay. Thế thì chúng tôi cũng rất là mất mong muốn một cái trong thời gian chúng ta có một buổi hôm nay để chúng ta sẽ được nói với nhau, trao đổi và chia sẻ vì một cái sự nghiệp chung, đó là sự nghiệp chồng người. Và cái mầm lớp mầm non chúng tôi vẫn gọi là lớp lá, lớp trời. Sinh thời Bác Hồ cũng đã nói rồi, vô cùng quan tâm đến giáo dục mầm non, bởi vì trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Vậy thì những cái trời non đó chúng ta phải biết nâng niu, chúng ta được vun bồi từ những lúc còn từ cấp mầm non thì sau này các em sẽ phát triển trở nên những công dân có ích. Nhà thơ Trần Hòa Bình thì đã nói như sau: thêm một chiếc lá rụng thế là thành mùa thu, thêm một tiếng chim hù thành ban mai tinh khiết. Dĩ nhiên là tôi biết thêm một lắm điều hay. Chúc toàn thể các thầy cô hôm nay sẽ thêm được một buổi và thật nhiều điều hay. Xin trân trọng cảm ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông hôm nay cùng tất cả các thầy cô thì dành tình cảm rất là nồng ấm tới thầy giáo Phan Trung Phương và sẽ có những đóa hoa tươi thắm thay lời cảm ơn. Xin mời thầy được lên sân khấu để kính chúc thầy và gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe, chúc tập đoàn Khai Minh Đức sẽ liên tục phát triển và chúc sự nghiệp giáo dục của quận Hà Đông chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Một năm học mới chuẩn bị bắt đầu, chúc chúng ta sẽ thật nhiều năng lượng để đón chào một năm học mới thành công. Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Phòng Giáo dục quận Hà Đông, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các vị là chủ những ngôi trường mầm non, lời đầu tiên cho phép Phương gửi lời chúc sức khỏe, lời kính chúc các quý vị có một cuộc sống hạnh phúc. Rất là xúc động bởi vì chưa làm được điều gì cả, chưa chia sẻ được với quý vị điều gì mà đã được một cái tình cảm đón tiếp của các thầy cô, đặc biệt là các vị lãnh đạo tặng hoa. Tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều là từ khi mà phát một cái nguyện là chọn cuộc đời còn lại sẽ làm giáo dục và làm giáo dục thiện nguyện. Ngày đó cách đây 7 năm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hôm đó là một sự kiện đại lễ tri ân cha mẹ và vợ chồng
với khoảng gần 4.000 người tham dự. Thì cho dù đi đâu, kể cả là ở trong nước hay là ra nước ngoài, thì cũng đều có một cái nguyên tắc mà thầy trò cũng như là các cán bộ trong hệ thống là đi tới đâu cũng vậy, sẽ không ở khách sạn sang, sẽ không đi tham quan du lịch, sẽ không nhận quà hay nhận thù lao. Hôm nay khi mà vừa mới tới đã được nhận hoa cũng như là những lời cảm ơn, thật sự là tôi cũng không biết là nên bày tỏ thế nào. Một lần nữa thật trân trọng những tình cảm của các quý vị lãnh đạo, trân trọng sự có mặt của các thầy cô giáo, những người đứng đầu những ngôi trường là một trong bậc học đầu tiên mà không phải thấp nhất, đầu tiên mà lại là quan trọng nhất trong sự nghiệp giáo dục. Xin cảm ơn các quý vị lãnh đạo, cảm ơn các thầy cô. Nếu mà chúng ta để ý trên cái nội dung tọa đàm hôm nay, chúng ta sẽ đọc thấy dòng chữ là làm sao để ngôi trường mầm non, cơ sở mầm non trở nên xanh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Tôi nghĩ cái tiêu chí cuối cùng nó đã nói lên tất cả. Nếu một ngôi trường mà trở nên hạnh phúc thì các thành viên ở trong ngôi nhà đó phải là người hạnh phúc, thì các học sinh, những người đến ngôi trường đó phải là những con người hạnh phúc, thì cha mẹ của các học trò cũng sẽ phải là những con người hạnh phúc. Thông điệp này đã nói lên tất cả. Vậy thì với cái thời lượng một buổi sáng hôm nay, chúng ta chia sẻ với nhau điều gì? Chúng ta tọa đàm điều gì? Nói đến tọa đàm đồng nghĩa với việc phải nói đến mối quan hệ hai chiều. Cho nên Phương rất muốn sau phần chia sẻ của mình, các thầy các cô chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi, và đâu đó nếu thời gian cho phép thì chúng ta có thể giải đáp, có thể cùng nhau chia sẻ ở đây. Còn nếu thời gian mà nó hết rồi thì cũng xin hứa với các thầy cô, từ những quý vị lãnh đạo hay là các thầy cô của các cơ sở, là chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội để gặp nhau. Bởi vì nói về giáo dục, chỉ nói riêng một chủ đề nhỏ thôi, chắc chúng ta cũng cần nhiều thời gian hơn là một buổi sáng. Và vì như vậy, cho nên hôm nay thông điệp Phương muốn truyền tải tới các thầy các cô sẽ mang tính khái lược. Đây là lần đầu tiên mà Phương có mặt tại một cái hội trường sang trọng như thế này, và cũng là lần đầu tiên đứng trước các thầy cô làm công tác giáo dục mầm non tại quận Hà Đông. Như chia sẻ với cô Hương cách đây mấy năm, Phương cũng có cơ hội được tới chia sẻ với các thầy cô giáo của huyện Thanh Oai. Và hôm đó cũng có mấy trăm thầy cô giáo là chủ các ngôi trường. Và buổi tối hôm qua trước khi tới đây thì Phương cũng nhân tiện để chia sẻ với các thầy cô một thông điệp là Phương quê ở Thái Thụy, Thái Bình. Và năm ngoái thì lãnh đạo của Ủy ban nhân huyện Thái Thụy và đồng chí trưởng phòng giáo dục của quê nhà là cậu em thì có một cái nhã ý đề xuất là làm thế nào để hệ thống giáo dục 26 hỗ trợ về giáo dục tại địa phương. Thì cái đề án đấy Phương cũng đã viết và đã gửi. Hôm trước thì thiếu tướng Thanh là người mà hội đồng hương của huyện thì đã về chia sẻ với chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lánh Hóa cũng như là thầy trưởng phòng giáo dục Thị Sơn. Thế thì huyện cũng rất là vui và mong muốn cái chương trình được triển khai. Cho nên hôm qua Phương có nói với thiếu tướng Thanh là ở huyện thì chưa triển khai, nhưng hôm nay là buổi đầu tiên mà tại quận Hà Đông thì muốn chia sẻ với các thầy cô trong hệ thống giáo dục mầm non. Thì Tướng Thanh có nói câu là chú cố gắng ghi hình lại buổi hôm nay để mình có cơ sở chia sẻ cho huyện nhà xem trước. Thì Tướng có nói là cái việc này đương nhiên rồi, không chỉ ghi hình để chia sẻ mà còn ghi hình để tặng
cho các thầy các cô, tặng cho những người mà chúng ta quan tâm đến giáo dục. Hệ thống cũng còn phát trên YouTube, và bây giờ chương trình này các quý vị ngoài cái việc ngồi đây mà chúng ta ngồi ở đâu đó, nếu có đường link thì chúng ta cũng có thể xem được. Trở lại với câu chuyện mà chúng ta chia sẻ. Chúng ta là những người lãnh đạo, chúng ta là những người đứng đầu của các ngôi trường. Câu hỏi đặt ra là muốn một ngôi trường mà trở nên ngôi nhà hạnh phúc thì chắc chắn những người đứng đầu phải là những người rất hiểu làm thế nào mình biến ngôi trường của mình trở nên ngôi nhà hạnh phúc. Và muốn như vậy thì rõ ràng hơn hết và tiên quyết mình phải hiểu được sứ mệnh của mình. Thưa các thầy các cô, chúng ta ngồi đây chắc chắn ai đó cũng đều nghe những lời tâm sự, những lời nói về một nghề nghiệp vô cùng đặc biệt của mình. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Phương đi nhiều nơi và Phương từng đặt câu hỏi với các bạn sinh viên là những người chuẩn bị ra trường làm cái công việc này. Phương cũng từng phỏng vấn những thầy cô tham gia làm việc ở các cấp học, là bao nhiêu người có một niềm tin rằng đây là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Các thầy cô ngồi đây cũng như vậy. Nếu tất cả chúng ta ngồi đây mà đều trả lời rằng tôi đồng ý như vậy, tôi tin như vậy, thì là một điều tuyệt vời. Nhưng sự thực, đâu đó có những bạn sinh viên, khi Vương tới trường Cao đẳng Sư phạm Bộ Giáo Trung ương Hoàng Quốc Việt hay vào trong Nha Trang chia sẻ với tôi, có nhiều bạn tâm sự rất là không ý như vậy. Thậm chí có những thầy cô cũng đang không ý như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta là người trong cuộc, chúng ta còn không tin, chúng ta còn không nghĩ nó như vậy, thì liệu nó có trở nên như vậy được không? Và nếu như chúng ta nghĩ không như vậy thì không hóa ra là câu nói của Cố Thủ tướng là sai. Câu trả lời đây là không sai. Câu trả lời đây chỉ là chúng ta chưa thật sự tin. Và nói thật là có người chưa thực sự hiểu. Tôi chỉ cách nghĩa đôi điều để chúng ta hiểu thế nào gọi là nghề cao quý, thế nào gọi là nghề cao quý nhất. Điều đầu tiên chúng ta muốn nói đến, đây là một nghề mà sản phẩm vô cùng đặc biệt, đó là không phải. Và khi sản phẩm đã là con người thì không vì một lý do nào đó do mình mà chúng ta tạo ra một sản phẩm có lỗi. Và như vậy rõ ràng nó vô cùng đặc biệt, nó còn đặc biệt hơn cả nghề thầy thuốc, bởi vì cái đối tượng của thầy thuốc chỉ là sức khỏe của con người. Chúng ta thử nghĩ mà xem, của đề danh của cha mẹ trao cho ai đầu tiên, trao cho cấp học đầu tiên và quan trọng nhất chính là chúng ta ngồi đây, chính là nhân viên các thầy cô giáo của chúng ta trong hệ thống các trường. Người ta nói ví von rằng như một tờ giấy trắng, trao cho các thầy cô cái gì, tờ giấy trắng nguyên sơ, viết vào đó cái gì, đấy là quyền của các thầy cô. Vậy thì cái tờ này mà sau này trở thành một tác phẩm kinh điển, đó là công của các thầy cô. Còn nếu mà nó trở thành một cái tờ giấy mà không có giá trị, đúng là lỗi của chúng ta. Điều thứ hai, đối tượng là con người, nhưng đối tượng là con người từ khi nào? 2 đến 6 tuổi. Sau này có cơ hội sẽ chia sẻ với các thầy cô những nghiên cứu khoa học để chúng ta thấy được rằng trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi
quan trọng cỡ nào. Bởi vì đây là lúc giai đoạn bộ não của trẻ hình thành và phát triển, và có thể nói gần như hoàn thiện. Nhà khoa học, nhà tâm lý học nổi tiếng ở Mỹ luôn, khi ông nghiên cứu về não bộ con người, ông nói rằng nếu lấy người 17 tuổi là người trưởng thành và bộ não phát triển 100%, thì hãy nhớ rằng trẻ 4 tuổi, 5 tuổi, não bộ đã phát triển 50%. Trẻ lên 8 tuổi, não bộ đã phát triển tới 80%. Và sau này nhiều năm về sau, chỉ là phần còn hoàn thiện của 20%. Như vậy rõ ràng, trong giai đoạn hình thành và phát triển của não bộ là giai đoạn trẻ nằm ở trong tay chúng ta. Không có cơ hội để phân tích sâu để các thầy cô hiểu được về sự phát triển, kể cả về quy mô, kể cả về kích thước và kể cả những liên kết trong não bộ. Nói một cách đơn giản là ví von, khi trẻ từ 0 đến 6 tuổi, chúng ta thử xem cân nặng tăng lên mấy lần? 5 lần. Não bộ khối lượng cũng tăng lên, và điều vô cùng đặc biệt là neuron thần kinh phát triển gần như toàn bộ. Các liên kết cũng từ đó mà phát triển. Trong 0 đến 6 tuổi có tới 1 triệu tỷ liên kết. Sau này những liên kết sẽ giảm đi. Quá trình liên kết của não bộ đồng nghĩa với việc là quá trình tiếp nhận thông tin. Cho nên sau này chúng ta mới thấy những trường hợp là khi trẻ 2 đến 3 tuổi, tại sao các bạn ấy lại rất thích bắt chước, rất thích làm theo, nhưng đến khi lớn lên rồi không muốn làm. Vậy chúng ta sẽ đặt ngược câu hỏi rằng rõ ràng khi mà trẻ còn đang muốn học, còn đang muốn bắt chước, thì lúc đó là lúc chúng ta cần phải dạy. Nói ví von là 2-3 tuổi khả năng hấp thụ, khả năng tiếp thu kiến thức như một miếng bọt biển, có nghĩa là bao nhiêu nước cũng hút hết, bấy nhiêu cũng có thể tiếp nhận được cả, thì cần phải dạy và cần phải nói. Và vì như vậy cho nên chúng ta nói lại hai điều. Thứ nhất là đối tượng của chúng ta, sản phẩm của chúng ta là con người. Điều thứ hai là giai đoạn vô cùng quan trọng và sơ khai. Cho nên chúng ta nắm trọng trách này thì đương nhiên là cao quý, và có thể nói luôn là cao quý nhất. Khi chúng ta phải thật sự hiểu được điều đó thì những hành động chúng ta mới đi theo. Còn nếu ai đó vẫn coi rằng giáo dục như một nghề kiếm cơm bình thường, xin thưa với quý vị, bị sai rồi. Hôm trước đọc lại tác phẩm Nghề Thầy của Hoàng Đạo Thúy. Ông viết năm 1944, tức là cách đây gần 80 năm. Nhưng Phương đọc cái lời bình, đọc cái lời mà người viết lời tựa, ông có nói rằng khi ông đọc lại toàn bộ tác phẩm thì ngoại trừ những câu từ theo lối viết của người xưa, còn nội dung thì vẫn mang tính thời sự, và đâu đó nó còn có giá trị huyết cho đến cả ngày hôm nay, cho đến cả thế kỷ 21 này, và chắc chắn còn mãi mãi về sau. Hoàng Đạo Thúy viết gì? Ông nói rằng nếu giáo dục chỉ là việc cho trẻ con biết kiến thức, biết đọc, biết viết thì chưa đủ, và hiểu sai bản chất của giáo dục rồi. Phải biến đứa trẻ trở thành một đứa trẻ có tâm hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô. Từ đạo lý này mới trở thành người tốt, trở thành công dân tốt, mới tiếp thu các kiến thức khoa học, mới có kỹ năng, và sau trở thành người tốt. Thì đó mới là giáo dục chân chính. Và khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ soi chiếu ngược trở lại xem hiện nay ta đang làm cái gì. Hiện nay ta làm được bao nhiêu phần những lời người xưa đã dạy. Nói đến cao quý, và nói đến cao quý nhất, không chỉ chúng ta nói về chúng ta, mà nhìn ra thế giới cũng như vậy. Hãy lấy một ví dụ của một tác giả đoạt giải Nobel đầu tiên của châu Á, Tagore, người Ấn Độ. Ông nói, đầu tư vào một người đàn ông, bạn được một người chồng tốt. Đầu tư vào một người phụ nữ, bạn được một gia đình tốt. Còn đầu tư vào một thầy cô giáo, bạn được
cả thế hệ tốt. Thật sự nghe đến điều này rất xúc động. Bởi vì cả thế hệ, và thậm chí có thể nói là nhiều thế hệ qua tay chúng ta. Trong cái cuốn sách rất mỏng của Hoàng Đạo Thúy thôi, ông có viết là nếu như người người và nhà nhà chỉ cần 10 năm tập trung cho việc này, chúng ta sẽ có thế hệ tốt. Ông còn nói luôn là cuộc đời của mỗi thầy cô giáo có tới 30 năm. Thậm chí có người sau này nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm nữa. Qua tâm sự của cô Hương, Hương có một niềm tin rằng là bây giờ cô đang với vai trò trọng trách mà nhà nước giao cho, biết đâu đó sau này khi nghỉ rồi, cô sẽ là cánh tay nối dài của hệ thống giáo dục Thái Bình Đức. Cô sẽ là người cùng với các thầy cô giáo trong hệ thống tiếp tục trao truyền, tiếp tục thổi bùng lên cái sứ mệnh nghề nghiệp mà các thầy cô giáo mầm non của chúng ta ngồi đây, những người không chỉ đứng giảng dạy trực tiếp và còn là những người đóng vai trò lãnh đạo tiếp nối. Và vậy cho nên chúng ta chắc chắn có một niềm tin rằng mọi người cùng làm sẽ có được, nhưng muốn có được thì phải cùng nhau làm. Chúng ta vừa bàn đến câu chuyện là nghề cao quý. Câu hỏi đặt ra thứ hai là khi mà chúng ta có cái niềm tin như vậy, khi chúng ta quyết tâm thực hiện như vậy thì nó mới được. Bởi vì tại sao quý vị có biết không? Bởi vì cái tư tưởng là cái điều quan trọng nhất. Người ta nói là tư tưởng mà không thông ấy, thì đeo cái bình tông cũng nặng. Còn khi tư tưởng của chúng ta mà thông ấy, thì mọi chuyện đều có thể. Ông tổ của hãng xe hơi người Mỹ Henry Ford, ông nói một câu mà tiếng Anh dịch nôm na sang tiếng Việt là như thế này: nếu như mà một việc nào đó bạn nói rằng bạn có thể hoặc bạn không thể, bạn đều đúng. Chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy rất vô lý. Tại sao một vấn đề mà nói có thể mà nói không thể đều đúng? Tại sao lại như vậy? Tại vì tư tưởng nó quyết định. Ví như hôm nay, nếu như ai đó mà không muốn tới dự, chắc chắn người đó có thể tìm ra hàng chục, hàng trăm lý do vô cùng xác đáng để không có mặt ở đây. Nhà có dỗ, hay là con đưa con đi đâu, hay là một cái lý do đó. Quý vị cứ thử nghĩ mà xem, có phải như vậy không ạ? Nhưng ngược lại, nếu như trong đầu chúng ta nói rằng chưa biết thầy Phương đến đây nói cái gì, chưa biết dụng công của cô Hương, cô Linh, cô Thảo hay các thầy cô ở phòng giáo dục quận Hà Đông mong muốn điều gì, nhưng đây là buổi đầu tiên và của tất cả các trường, và đây là buổi mà các lãnh đạo tới dự, cho nên mình không thể không đến dự. Chắc chắn các thầy cô cũng sẽ tìm được đủ lý do để chúng ta gạt bỏ mọi cái sự bận rộn, mọi những cái lý do mà không thể để có mặt hôm nay. Và việc chúng ta có mặt đầy đủ và kín hội trường như thế này minh chứng một điều rằng chúng ta muốn đến đây. Giáo dục cũng như vậy. Nếu chúng ta xác định rằng chúng ta có thể làm được, xin thưa, chúng ta sẽ làm được. Điều này ngày xưa nghe cảm giác có một cái gì đó nó không đúng lắm. Nhưng Phương xin thưa thật với quý vị là những năm tháng làm giáo dục, Phương chợt nhận ra một điều: chúng ta thường là thấy thì mới tin. Chúng ta ít khi nghĩ đến việc là nếu tin sẽ thấy. Và thật sự đạo lý trong cuộc sống là như vậy. Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ này hay bất cứ một đứa trẻ nào đó dạy sẽ ngoan, học sẽ trở thành người tốt, thì chúng trở thành người tốt. Bằng chứng là Makarenko, nhà giáo dục vĩ đại thế kỷ 20, người viết cuốn sách kinh điển
về giáo dục và giáo dục trẻ đặc biệt, những đứa trẻ vị thành niên phạm tội. Nếu không có niềm tin thì liệu Makarenko có thể biến những đứa trẻ ở những trại giáo dưỡng sau này trở thành kỹ sư, phi công, bác sĩ hay nhiều những công dân tốt của Nga khác không? Câu trả lời là không. Bởi vì sao? Những đứa trẻ vị thành niên phạm tội. Chúng ta, các thầy cô ngồi đây, có cơ hội đọc tác phẩm Bài ca sư phạm. Chúng ta chắc chắn sẽ hiểu điều này. Tác phẩm mà một nhà văn rất nổi tiếng, khi ông đọc một đêm và hôm sau ông tuyên bố rằng dứt khoát phải biên tập và cho in ấn tác phẩm này. Makarenko viết tác phẩm sau 20 năm trải nghiệm cuộc đời của mình. Và vì như vậy cho nên chúng ta mới quay trở lại ở đây nói rằng khi chúng ta thấy mà chúng ta tin là bình thường, nhưng chúng ta tin ắt chúng ta sẽ thấy, đó mới là điều tuyệt vời. Và trong giáo dục nó phải là như thế. Còn nếu chúng ta nhìn một đứa trẻ mà chúng ta thấy nó phải ngoan, chúng ta mới nghĩ đến việc chúng sau này ngoan, thì không cần đến vai trò của chúng ta, không cần đến những nhà giáo dục và những nhà quản lý giáo dục ngồi đây. Chắc chắn là như vậy. Chưa muốn nói rằng thực tế trong cuộc sống có những điều chúng ta không thấy, chúng ta cũng vẫn phải tin chứ. Nói điều này các thầy cô lại ngạc nhiên, nhưng lấy ví dụ này để chúng ta hiểu ngay. Chúng ta cứ nghĩ rằng cứ cái gì chúng ta thấy chúng ta mới tin, nhưng thực tế chúng ta đã tin rất nhiều những thứ mà chúng ta không thấy. Ví dụ ngày xưa chúng ta đi học, thầy cô dạy sinh vật sẽ nói rằng cái cốc nước này để rất lâu rồi và đâu đó nó có nhiều vi trùng, cho nên ăn chín uống sôi hay thức ăn mà để lâu ôi thiêu chắc chắn có nhiều vi trùng. Và chúng ta tin nếu uống vào trong bụng thì cái vi khuẩn mà không có lợi này nó sẽ làm cho chúng ta bị rối loạn tiêu hóa. Có người thì có trải nghiệm, nhưng có người không có trải nghiệm. Nhưng tại sao chúng ta lại tin? Chúng ta để ý không? Cách đây khoảng 4-5 năm, cá nhân Phương mới có cơ hội để trải nghiệm thế nào là con vi trùng. Ngồi đây Phương không tin là nhiều thầy cô biết con vi trùng đâu. Bởi vì để nhìn thấy được con vi trùng không phải đơn giản ạ. Chúng ta phải nhìn dưới kính hiển vi phóng đại nhiều nghìn lần. Nhưng chưa hết, trước khi đó chúng ta còn phải nhuộm màu con vi trùng, chúng ta mới có cơ hội được nhìn thấy. Phương có cơ hội được tiến sĩ Sử Thành Long, là một tiến sĩ về sinh vật học, ông cho Phương cơ hội được nhìn thấy. Thế nhưng mà chúng ta thấy không? Từ lâu rồi chúng ta đã mặc định một cái việc là chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta vẫn tin. Thực tế sau này trong cuộc sống cũng là như vậy. Lấy một cái ví dụ nữa để càng dễ hiểu hơn. Bố mẹ, các thầy cô ngồi đây chắc chắn là chúng ta, nếu không muốn nói là 100% chúng ta đều biết. Cho nên chúng ta tin rằng mình sinh ra được là bố mẹ, cho mình tin có bố mẹ. Nhưng mà nhìn ngược lên một chút xíu nữa, không nhiều người, nếu không muốn nói rằng có thể có người chưa bao giờ được nhìn thấy ông bà của mình. Nhưng ông bà của mình có tồn tại không? Đương nhiên là phải tồn tại rồi. Bởi vì có ông bà với có cha mẹ, và có cha mẹ với có chúng ta. Nói cao hơn một chút xíu nữa, ngồi đây chắc rất rất ít người được nhìn thấy cụ của mình. Bởi vì khi chúng ta ra đời và chúng ta có nhận thức thì cụ đã khuất núi rồi. Nhưng nói điều này không có nghĩa là không có cụ tồn tại trên cuộc đời này. Cho nên từ cái đạo lý này Phương muốn chia sẻ để nhấn mạnh với các thầy cô rằng có những thứ không nhất thiết ta phải nhìn thấy, ta phải sờ thấy ta mới tin. Mà ta tin thì sẽ thấy. Ở đây Phương muốn nói đến cái câu chuyện niềm tin đối với người làm giáo dục. Chúng ta phải có niềm tin rằng bất cứ một đứa trẻ nào cũng có thể dạy được tốt. Khi niềm tin đó sát quyết thì trong sự nghiệp giáo dục của chúng ta nó mới thật sự có ý nghĩa. Cùng là một cái nghề thôi, nhưng chúng ta chỉ cần hoán đổi cái tâm, cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình thì đang từ khổ cực trở nên bình thường. Đang từ cái việc sao mà tôi khổ thế này, sao mà từ sáng đến tối vất vả cỡ như thế này, sao một cái đứa trẻ này khóc nhiều như thế này, mà trở thành câu chuyện là ta đã chuyển được một bậc nhỏ. Đang từ cái câu chuyện khóc cả ngày, khóc 4-5 tiếng xuống còn khóc 2 tiếng,
rồi xuống không còn khóc nữa, rồi còn biết làm nhiều thứ. Hôm nay hệ thống giáo dục Khai Minh Đức cũng vinh dự có 3 thành viên, báo cáo cô Hương với các thầy cô là 3 thành viên tới đây tham dự. Thành viên là ban ngôi trường và nhiều hơn các thầy cô giáo tới đây tham dự. Thật sự là đã từng chứng kiến những bạn học sinh 2-3 tuổi nhưng có những sự chuyển biến vô cùng tuyệt vời. Có những cái điều mà đến bản thân cha mẹ của các con trước khi gửi vào trường cũng không nghĩ con mình lại làm được. Thậm chí là ông bà của các con. Hôm trước là một ví dụ, thầy Cần là người mà đứng đầu ngôi trường ở dưới thuộc quản lý của huyện Thanh Trì và ở dưới khu Đại Thanh. Thầy có kể là có một hôm có một bà bị tai biến, bà đi thập thọt này. Bà đến và bà nói rằng là tôi đến để xem cái trường này, các thầy cô dạy cái gì mà làm cho cháu nhà tôi thay đổi, mà làm cho con trai và con dâu của tôi thay đổi. Ngày sinh nhật của con trai tôi, hôm qua tôi được tặng quà, tôi được nói lời tri ân, tôi nhận được sự xin lỗi chân thành từ con tôi. Vậy thì tôi muốn đến để hỏi xem các thầy cô dạy cái gì. Và tôi cũng muốn đến để cảm ơn các thầy cô. Thưa các thầy các cô, trong gần 10 năm làm giáo dục, thật sự là có vô cùng nhiều câu chuyện vô tiền khoáng hậu xảy ra ở cái hệ thống giáo dục Khai Minh Đức này. Hôm thứ năm là hôm mà thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bộ Giáo dục Trung ương, cùng với toàn bộ lãnh đạo của nhà trường tới thăm trường mầm non chỗ Dương Nội và mong muốn rằng nếu đầy đủ điều kiện thì đây là một trong những cơ sở để cho các bạn sinh viên tới thực tập và kiến tập. Hôm đó khi chia sẻ thì Phương có nói là nếu như ai đó nói rằng cuộc đời có rất nhiều những câu chuyện đặc biệt, những cái điều mà có thể đưa vào kỷ lục thì đâu đó ở hệ thống vinh dự có nhiều điều như vậy. Xin liệt kê vài ba ví dụ để các thầy cô hình dung. Nếu mà nói địa bàn hoạt động cũng như là thời lượng, cái khoảng cách mà học sinh đi học thì có lẽ Phương ít tìm thấy một ngôi trường mầm non nào mà có những phụ huynh nhà ở bên phía xa nhất của Tổ quốc tới nơi đây học tập. Trường thầy Cần đã chứng kiến vài năm một phụ huynh và con từ thành phố Hồ Chí Minh, hai mẹ con bay ra thuê nhà để học tập vài năm liền. Và sau này chị quá cảm động, chị đã trở thành một trong những chủ của hai ngôi trường giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Hay câu chuyện người từ Bắc Ninh mà thuê nhà về chỗ chung cư Lycosi để học trường khai trí của thầy Minh Tuệ 60 cây thì cũng là câu chuyện mà có thể nói được. Nhiều những ví dụ nữa quý vị ạ, nhưng vì nó không có thời gian. Nhưng Phương muốn chia sẻ đây để muốn nói với chúng ta rằng nếu thật sự chúng ta không có niềm tin thì điều này không bao giờ trở thành hiện thực. Cho nên đã mang cái nghiệp vào thân như Nguyễn Du nói thì làm gì mà lại nghĩ đến việc trách trời gần trời xa. Nhưng nghiệp ở đây của chúng ta hay vô cùng, chứ không phải như ông Nguyễn Du nói, chúng ta là thiện nghiệp. Thật sự nếu đứng ở đây chúng ta nói với nhau rằng nhân quả nghe đâu đó có vẻ cái gì đó nó hơi hướng của tôn giáo, nhưng sự thực trong cuộc sống luôn có nhân và có quả. Chúng ta thử xem ca dao tục ngữ xem, rất nhiều những câu nói về nhân quả mà. Đời cha mà ăn mặn thì đời con khát nước. Hay những cái câu nói về cái việc là nếu thế này thì thế kia, đó là nhân quả mà. Hôm nay chúng ta tới đây như vậy vì một lý do, chúng ta dậy hơi muộn một chút, chúng ta đi đèn vàng chúng ta vượt, lập tức chúng ta bị chúng công an ách lại. Thế thì cái nhân chính là việc chúng ta vượt đèn vàng, và cái quả là việc mà chúng ta bị công an ách lại, hỏi giấy tờ, đồng thời chiều theo luật giao thông chúng ta còn bị phạt.
Và vì như vậy cho nên đối với chúng ta cũng như thế. Chúng ta xác định đây là một nghề mà nó cao quý như chúng ta vừa bàn, mà nó quan trọng như chúng ta vừa nói, thì chúng ta dứt khoát phải làm tốt. Chúng ta làm tốt, người xưa nói là công đức vô lượng vô biên. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta làm không tốt thì cái hậu quả này ai chịu? Xin thưa với các thầy cô, không chúng ta thì còn ai? Bác Hồ nói một cái câu nói nguyên văn ngày xưa của Quản Trọng trong một bộ sách nói về cái việc mà nói về cái kinh nghiệm xử thế. Thì ông nói rằng nếu như mà dùng giải pháp cho một năm thì trồng ngũ cốc, giải pháp của 10 năm, kế sách của 10 năm phát triển thì trồng đại thụ. Còn giải pháp chung thân, hay nói khác là trọn đời, hay chúng ta hay dùng một cái từ cho nó dễ hiểu là trăm năm, thì là trồng nhân. Một đổi một là ngũ cốc, một đổi 10 thì là trồng đại thụ, còn một mà có 100, 1000 thì là sự nghiệp trồng người. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Câu nói của bác chính nó có từ đó. Hôm nay chúng ta ngồi đây tưởng rằng chúng ta chỉ là giúp cho cái đứa trẻ biết ăn, biết ngủ, biết học hành. Nhưng ăn có đạo lý của ăn, ngủ có đạo lý của ngủ, và học hành cũng có đạo lý của học hành. Bác nói không chỉ đơn giản ở cái nghĩa, nó nghe nó bình dị như vậy đâu ạ. Bởi vì người xưa dạy là học ăn, học nói, học gói, học mở mà. Cho nên nếu chúng ta nói rằng 2 đến 6 tuổi con vào chỗ tôi, biết một thứ A, thứ B, không dừng lại đó đâu. Bây giờ chúng là những đứa trẻ 2 đến 6 tuổi, 20 năm nữa chúng trở thành công dân rồi. Và 30 năm nữa, giống như một số thầy cô ngồi đây, nền móng mà chúng ta không xây từ trước, thì chúng ta càng xây nhà cao bao nhiêu, càng có vấn đề bấy nhiêu. Đó chính là lý do mà tôi muốn chia sẻ với thầy cô về cái việc là chúng ta đã biết nghề này nó quan trọng thì chúng ta phải làm cái gì. Tôi vừa nói ngay từ đầu với các thầy cô rồi, cái tư tưởng nó vô cùng quan trọng. Xác lập được tư tưởng, xác lập được sứ mệnh, bắt đầu chúng ta mới tính đến việc khác. Người xưa vẫn dạy rằng cái phấn đấu quan trọng nhưng không quan trọng bằng lựa chọn. Lựa chọn còn quan trọng hơn cả phấn đấu, bởi vì lựa chọn đúng thì phấn đấu mới có ý nghĩa. Còn lựa chọn sai thì chúng ta càng đi càng sai. Nhiều người nói rằng làm sao sai được. Xin thưa với quý vị, nếu không biết thì bao nhiêu tuổi vẫn sai. Còn nếu biết thì cho dù rất nhỏ vẫn chuẩn. Không bỗng dưng mà các cụ nói là khôn từ thủa lên ba, dại đến già vẫn dại. Điều Sào Thiền Sư là một vị rất nổi tiếng đắc đạo. Ông có lời khuyên đối với Bạch Cư Dị, ngày xưa là một vị quan. Bạch Cư Dị mới hỏi là thưa thầy thì làm thế nào để có thể thành tựu? Thì ngài mới nói rằng là đừng làm những việc ác và phải thường xuyên làm những việc thiện. Thì vị quan này nói là tưởng thế nào, chứ như thế thì trẻ lên ba cũng biết. Điều Thầy Sư nói là ngài nói đúng, có những điều trẻ lên ba cũng biết, nhưng lão ông 80 chưa chắc đã làm được. Đơn giản là bởi vì không biết thì không làm được, và đơn giản là bởi vì hiểu sai thì làm cũng không xong. Các thầy cô ngồi đây 100% biết đi xe máy, nhưng chắc cũng chỉ một số lái được ô tô thôi. Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi xem nào. Nếu như chúng ta chưa bao giờ đặt tay vào cái vô lăng, chưa bao giờ đặt chân vào cái hệ thống ga cũng như phanh, chúng ta có dám lên xe lái không? Câu trả lời là không ai dạy gì mà đem đánh đổi tính mạng của mình bằng một cái trò đùa nguy hiểm như vậy. Đơn giản là bởi vì chúng ta chưa bao giờ được học, và đơn giản là chúng ta chưa bao giờ được tập. Cho nên cái việc mà chúng ta không biết lái ô tô, nó cũng như câu chuyện mà chúng ta không biết làm những thứ khác. Cho nên nếu không học và nếu không hiểu cũng không biết, và đương nhiên là không làm được.
Và vì như vậy cho nên Phương vẫn muốn nhấn mạnh rằng phải hiểu đúng. Như xưa nói, cái gốc của một quốc gia là con người. Cái gốc của một con người là đức hạnh. Cái gốc của đức hạnh là sự hiếu thảo. Vậy một quốc gia mà muốn tốt thì từng thành viên trong quốc gia đó phải ổn. Hay nói khác là từng gia đình phải ổn. Gia đình mà muốn ổn thì chồng, vợ và các con cái cũng phải ổn. Và muốn ổn của một con người thì chúng ta vừa phân tích rồi. Cái yếu tố đức hạnh và tột cùng của nó chính là sự hiếu thảo. Cho nên mới có câu là bất hạnh hiếu vi tiên mà. 100 cái đức hạnh của con người, hiếu thảo là số 1. Phương phân tích như thế này để quay trở lại với chúng ta là đầu đó nói rằng dạy trẻ chỉ cần dạy kiến thức, không chú trọng đến thái độ, không tập trung đến việc làm thế nào để phát triển nhân cách tốt. Thưa quý vị, nếu hiểu như vậy vô cùng nguy hiểm. Và như Phương vừa nói từ đầu, Ngài Hoàng Đạo Thí nói là như vậy ta đã hiểu sai về giáo dục rồi. Sâu hơn một chút xíu nữa, trong một tác phẩm kinh điển của người xưa nói về cái việc vai trò của người làm giáo dục có 3 cái trọng trách. Thứ nhất là truyền thụ đạo lý. Thứ hai là dạy nghề, dạy kiến thức. Và thứ ba là giải đáp nghi hoặc. Bây giờ chúng ta nhìn tất cả các cấp học xem, đặc biệt là các cấp học bên trên, chúng ta thấy thường mới chỉ làm 2 cái điều đằng sau mà quên làm cái điều đầu tiên, đó là truyền thụ đạo lý. Tại sao Phương phải nhấn mạnh điều này? Bởi vì xin thưa với các thầy cô là tiên nhập vi chủ. Giải thích dễ hiểu là cái gì nó đến trước nó sẽ làm chủ. Não bộ con người ta là một bộ máy hoàn hảo. Khi mà chúng ta định hướng cho nó suy nghĩ A, nó sẽ suy nghĩ A. Khi định hướng suy nghĩ B, nó sẽ suy nghĩ B. Và như vậy thì cái gì nó xảy ra ở trong não bộ của chúng ta trước, nó sẽ dẫn dắt chúng ta. Tôi từng lấy ví dụ với các thầy cô cũng như là các nhân viên của bất cứ một công ty hay tập đoàn nào đó mà Phương tới chia sẻ. Phương nói rằng thử xem hôm nay là ngày 12 tháng 8, bình thường ngày này nhà trường phát lương. Từ buổi sáng, cơ bản trong đầu của các thầy các cô đều xuất hiện một chữ là nhận lương. Và cho dù đang dạy học hay cái gì đó mà thông thường 9 giờ kết toán gọi lên phát lương rồi, hôm nay vẫn chưa thấy phát lương. Trong đầu chúng ta luôn luôn có cái câu hỏi là why? Tại why mà sao giờ này vẫn chưa phát lương? Là bởi vì cái đó nó dẫn chúng ta ngay từ buổi sáng. Cái điều này là điều mà nó rất bình thường. Và vì như vậy cho nên là cái gì đến trước nó làm chủ. Trở lại với việc giáo dục, cái gì cần phải đến trước? Như Phương vừa phân tích với quý vị, con cái dứt khoát phải hiếu thảo với cha mẹ. Học trò không thể không kính trọng thầy cô. Từ cổ chí kim, từ xưa đến nay và mãi mãi về sau vẫn phải là như vậy. Không chỉ các nước phương Đông chúng ta, nói xin lỗi quý vị, Phương đi tới phương Tây, khi mà Phương tổ chức cái lễ tri ân cha mẹ, các cha mẹ được các con bày tỏ tình cảm của mình khóc. Có những người bố là người nước ngoài, có người bố là người Mỹ. Hồi đó Phương nhớ ở bang Pennsylvania, khi mà người bố nước ngoài khóc, nói rằng tôi là bố, tôi không phải là người Việt Nam nhưng tôi vẫn là bố của nó. Cho nên hôm nay tôi rất xúc động. Cho nên tôi nghĩ rằng hiếu thảo không phải chỉ những người bố châu Á, người bố Việt Nam mới cần, mà bất luận những người làm cha làm mẹ nào đều mong muốn điều này. Cho nên chúng ta thấy cái đạo lý nó sẽ vượt thời gian, vượt không gian. Chỉ có cái thứ này là chúng ta để ý này, cái hình thức nó có thể thay đổi nhưng bản chất không bao giờ được thay đổi. Nếu ai đó mà ngồi đây nói rằng ngày nay không cần phải hiếu thảo, ngày nay không cần phải kính trọng, thật sự không bao giờ có câu chuyện này. Cho nên cái quan trọng nhất là phải làm đúng, cái quan trọng nhất là phải cắm tốt. Chừng nào mà chúng ta chưa rèn được một đứa trẻ thì đừng nghĩ rằng đưa tiếp những thứ gì liên quan đến kiến thức
cái đó nó phải được làm song hành và thậm chí đi sau. Bởi vì trên nền tảng của một nhân cách tốt, chúng ta học cũng tốt, chúng ta lao động cũng tốt, chúng ta làm nhà quản lý cũng tốt. Nhưng ngược lại, nếu không có nền tảng của một đức hạnh hay một nhân cách tốt, chúng ta càng giỏi càng nguy hiểm. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem. Bây giờ ngồi đây mà chúng ta thử tưởng tượng cái con chúng ta mà vi tính giỏi số 1, nó ngồi nửa phút nó đã viết ra được một con virus, nó có thể phá tất cả cái hệ thống máy tính này nếu như nó không có một thái độ tốt. Nhưng ngược lại, vẫn cái con người tài giỏi này, chúng có thể viết phần mềm mà giúp cho đất nước nông nghiệp Israel, một người nông dân có thể dùng máy tính nuôi cả 1 vạn con bò chỉ thông qua phép bấm nút và điều hành một cái hệ thống phần mềm đã viết sẵn. Chúng ta thấy hai sự khác biệt. Nó khác biệt ở đâu? Khác biệt chính là ở thái độ, khác biệt chính là ở nhân cách. Nhiều người sẽ nói rằng mới còn nhỏ thế này biết cái gì. Thưa quý vị, sau này có cơ hội Phương có thể mời một cái vị ngày xưa thầy nguyên là hiệu trưởng đầu tiên của trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Võ Kỳ Anh. Ngài có thể đến chia sẻ với các thầy cô về cái việc phát triển của não bộ, về cái việc làm thế nào để giáo dục sớm. Chúng ta mới thấy rằng tưởng chừng như 2 đến 6 tuổi không biết gì, nhưng biết hết, thậm chí còn biết hơn cả những điều chúng ta thấy. Có những cái nghiên cứu mà sẽ làm cho chúng ta chấn động. Không phải ở Việt Nam đâu, không phải chỉ ở viện của thầy đâu, mà thế giới người ta cũng từng nghiên cứu. Cái ông bác sĩ phòng mổ mà sau này cũng lại là nhà nghiên cứu của Nhật, ông ấy đã từng nghiên cứu và viết ra công trình khoa học được công bố tại Ủy ban Khoa học cũng như là Bộ Y tế của Nhật Bản về cái việc mà những đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ đã có thể nghe được những câu nói của mẹ chúng tôi. Chúng ta, nếu ai đó mà ngồi đây chưa sinh con hoặc mong muốn sinh những đứa con tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ biết thêm một điều mà chúng ta cần phải làm, đó chính là giáo dục thai giáo. Nhưng phần đông chúng ta ngồi đây, chúng ta sẽ thấy là cái giai đoạn thai giáo có thể đâu đó chúng ta không được tiếp cận tới các con, nhưng chúng ta tiếp cận tới học sinh khi mà các con ở giai đoạn vàng. Và vì như vậy cho nên Phương vẫn muốn nhấn mạnh với các thầy cô rằng dứt khoát thứ tự ưu tiên không bao giờ thay đổi, đó là giáo dục đức hạnh cho các con, cắm chắc cái gốc này cho các con, rồi mới tính đến cái việc mà chúng ta dạy kiến thức, kỹ năng, học bơi, học vẽ, học nhạc, học cờ, học tiếng Anh, học múa, học vân 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 vân. Cái thứ đó nó cần phải đến khi mà cái nền tảng, cái thái độ của một đứa trẻ được tốt. Như Phương vừa phân tích từ đầu, nếu không làm bây giờ thì bao giờ làm? Ai đó ngồi đây mà có con học cấp 2 sẽ có trải nghiệm này. Đặc biệt là có con học cấp 3 càng có trải nghiệm này. 2-3 tuổi nó muốn học thì mình vì những lý do khác nhau không dạy. Đến lúc nó cấp 2 rồi, nó to hơn cả mình rồi, muốn nó quét cái nhà cũng khó, muốn nó rửa cái bát cũng còn khó, thậm chí còn đánh vật với nhau. Câu trả lời là vì sao? Là bởi vì cái lúc đáng làm thì chúng ta không làm, còn cái lúc mà muốn làm cũng không được thì lại rất cố gắng để làm. Tôi chia sẻ với rất nhiều phụ huynh và luôn nhận được một cái câu là thậm chí bây giờ còn không nói chuyện được với con, hỏi cái gì nó bảo bình thường. Bình thường đồng thời với việc là dừng lại ở đó. Quý vị có để ý không ạ? Thông thường chúng ta để ý nhé, cái người nào mà cứ hỏi bằng cái câu hỏi gọi là có không ấy, câu hỏi yes no question ấy, là cái câu hỏi dễ dẫn người ta đến chỗ tắc nhất. Anh có thích không? Không, hết rồi. Đúng không ạ? Mai anh có về nhà không? Không. Đáng nhẽ chúng ta hỏi anh ơi, thế mai anh có kế hoạch đi đâu? Thế thì người đó kể là thế này đi thế kia, đúng không ạ? Anh đi mấy giờ? Anh đi với ai? Em có thể đi được cùng anh không? Đúng không ạ? Mở rộng được, còn cứ không có là hết. Cho nên ghét nhất, đây là nói tâm sự của phụ huynh, ghét nhất là khi mà phụ huynh hỏi con, hôm nay con đi học nào? Bình thường. Con có gì điều chỉnh chia sẻ không? Không. Là bởi vì không giao tiếp nữa. Và tất nhiên
để nó dẫn đến cái quả như vậy thì nó có quá trình ban đầu. Còn chừng nào mà con chúng ta về còn bi bô kể với cha với mẹ, cho dù là cấp 1, cấp 2 hay cấp 3, thì đó là lúc chúng ta thành công. Cho nên trao truyền cho các thầy cô và những người lãnh đạo ở đây là họ trao truyền của để dành cho chúng ta. Chúng ta ngồi đây có thể không là người đứng lớp trực tiếp, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là người quản lý những người đứng lớp trực tiếp. Vai trò của chúng ta còn quan trọng hơn. Bây giờ Phương nói thêm một cái ý tiếp theo là cái việc hiểu được cao quý, hiểu được cái gì phải làm trước, cái gì không làm trước. Vậy làm thế nào để biến cái hiểu của mình, làm thế nào để biến từng ngôi trường của mình làm được tốt điều này? Vẫn là lời nói của người xưa từ nghìn năm trước, là thượng sở thí, hạ sở hiệu. Có nghĩa là người trên làm, người dưới bắt trước. Đạo lý muôn đời đều là như vậy. Nói dễ hiểu là làm gương. Nói dễ hiểu là các thầy cô ở đây phải làm ra một tấm gương. Chừng nào lãnh đạo ngồi đây còn chưa tin rằng nghề giáo dục là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, thì xin hỏi nhân viên hay thầy cô giáo của mình có tin điều này không ạ? Rất khó. Và khi họ đã không tin thì làm sao họ có thể nói tới cha mẹ của các con là phải phối hợp giáo dục, bởi vì đây là giai đoạn vàng của các con. Điều đặc biệt như Vương vừa phân tích là đối tượng là con người, và đối tượng là 2 đến 6 tuổi, là đối tượng mà chúng là những cái camera, là chúng là những cái máy ghi âm thu tóm hết. Cho nên có những thứ chúng ta tưởng như các con không biết, vẫn biết, thậm chí còn biết trong cái trạng thái vô thức, hay biết trong cái trạng thái tình cờ, nó mới nguy hiểm. Đương nhiên các thầy cô ngồi đây cũng hiểu rằng mình mà không làm ra một tấm gương tốt thì rõ ràng không ổn rồi. Nhưng có khi do vô tình, có khi do chúng ta sơ ý mà chúng ta đã tạo ra một tấm gương không tốt. Hôm trước một cô là cán bộ quản lý của hệ thống giáo dục Khai Minh Đức có kể một câu chuyện, là cách đây mấy năm cô có nói là khi dạy các con trước khi ăn kê bàn ghế thì các con làm răm rắp, mà thậm chí là nói thật với quý vị nhìn yêu cực kỳ luôn. Các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo trong ban lãnh đạo của phòng, mà hôm nào có cơ hội hãy tới thăm một giờ ăn của các con, tôi tin rằng quý vị sẽ khóc. Quý vị khóc vì xúc động. 3-4 tuổi, các con kê cái bàn thẳng tắp, các con còn ngắm như người thợ mộc ấy. Bởi vì cô dạy như vậy mà. Cô dạy kê bàn thế nào, cô dạy trải khăn ra làm sao, cô dạy chia đồ ăn thế nào, cô dạy ai ăn trước, ai ăn sau, cô dạy trước khi ăn phải mời. Các con làm răm rắp. Nhưng một hôm cô phát hiện ra, cô phản tỉnh, là có một hôm cô thấy một bạn, bạn ấy kê cái bàn không thẳng, bạn dùng cái chân bạn gảy cái này cho cái bàn nó thẳng. Và cô mới phát hiện ra là cách đấy mấy hôm, khi mà lúc các bạn đang kê mà nó chưa thẳng, cô đi ngang qua tiện, chân cô khỏe, cô gảy cho cái. Thế là con học theo. Cô nói chưa hết, có một hôm bỗng dưng em thấy một cậu con trai bé lắm, cái trải cái thảm ở trước cửa vào nhà vệ sinh, con dùng cái chân con chỉnh cho nó thẳng. Thì cũng là câu chuyện mà cô đã từng chỉnh cách đấy một vài tuần. Cho nên từ câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng có những thứ tưởng chừng như nhỏ nhưng không. Và cái điều vô cùng quan trọng là gì? Trong đầu đứa trẻ nó hình thành một việc là cô nói thế nào và cô làm ra làm sao. Sau này khi chúng ta có cơ hội chia sẻ với phụ huynh, chúng ta cũng phải nhấn mạnh điều này. Ngồi đây liệu những người làm cha làm mẹ có ai muốn con mình nói dối không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Nhưng đâu đó vô tình chúng ta lại dạy con chúng ta nói dối. Người mẹ đi làm về mệt lắm, để cái điện thoại lên bàn vào tắm, dặn con gái con. Mẹ vào tắm, ai mà gọi điện thoại cho mẹ, nhớ nói là mẹ cháu không ở nhà nhé. Thế thì con gái thì nghe lời mẹ rồi. Nhưng nó lại còn nghe hơn cả mẹ, còn lễ phép. Vâng thưa cô ạ, cô ơi cô, mẹ cháu có dặn là nếu ai gọi đến thì bảo mẹ cháu không ở nhà. Thực ra là chúng ta đang bị chủ quan. Chúng ta tưởng cái việc này bởi vì chúng ta mệt, đồng ý chúng ta có thể không nghe.
Nhưng chúng ta có thể dặn con là con, mẹ bận, nếu có ai gọi đến nói rằng mẹ con chưa tiện, chút xíu mẹ con gọi lại. Có vấn đề gì đâu ạ. Có ai bắt cổ chúng ta phải nghe điện thoại đâu. Tương tự như thế một câu chuyện khác. Có một người mẹ muốn cho con đi chơi sở thú. Bà hứa với con nhưng hôm đấy bác bận nấu ăn thì ông chồng có bạn rủ đi uống bia. Thế thì tìm lý do để cho vợ đi bảo nói em anh có việc này cần đi với bạn bè. À, anh có việc này cần đi một chút. Gần chỗ này chỗ này. Người vợ vui lắm bảo thế tốt quá. Em đang hứa với con là cho con đi sở thú. Anh cho con đi sở thú. Được. Người chồng cũng cho con chạy quẹt qua sở thú và chạy vào trong cái chỗ ngồi với bạn bè. Anh còn cẩn thận bố trí một cái bàn bên cạnh và con, coca, con, bên đây ba, bia. Thế thì người vợ sau khi mà chồng chở con về rồi con mặt mũi vui vẻ lắm hỏi hôm nay con đi vui mà vui. Hôm nay con có được đi xem thú không? Có. Hôm nay còn gì nữa? Còn nhiều thứ lắm. Bảo sao? Hôm nay con ngồi bên đây bên kia cái rô, bên đây cái rô. Thế thì câu chuyện đặt ra là rõ ràng mình đã nói dối vợ rồi, nhưng người con lại nghe. Đâu đó ngồi đây làm sao chúng ta mong muốn con mình nói dối? Đâu đó ngồi đây làm sao chúng ta mong muốn học trò của chúng ta nói dối? Nhưng vì những lý do khác nhau mà chúng ta đã làm điều này. Cái điều này nó tưởng chừng như vô hại, nhưng lập tức nó sẽ biến đứa trẻ trở thành đứa trẻ hai tâm. Cho nên đâu đó các thầy cô cứ để ý xem, có phải chúng ta thường hay nhận được những cái đóng góp của phụ huynh là không hiểu tại sao tới trường thì con lại nghe thầy cô răm rắp, mà về nhà con lại không nghe cha mẹ. Nếu ai đó tinh ý sẽ nhận ra câu trả lời là cha mẹ và thầy cô có là một không? Cha mẹ và thầy cô có cùng phương pháp không? Cha mẹ và thầy cô có làm ra một tấm gương không? Chừng nào chúng ta phải làm ra một tấm gương? Nhiều người nói rằng nếu bắt tôi làm ra một tấm gương thì khó quá, thì khổ quá. Như Phương đừng nói từ đầu, tư tưởng mà ta cho là khổ là khổ, còn tư tưởng mà ta cho là không khổ, nó sẽ là không khổ. Hôm nay chúng ta ở đây phải nói thật là chúng ta rất tri ân những vị lãnh đạo, bởi vì đã bố trí cho chúng ta một cái phòng họp mà có thể nói là hiện đại bậc nhất ở quận như thế này. Trên có điều hòa, bàn ghế ngồi thoải mái. Chúng ta phải có tâm tri ân cảm ơn. Còn xin thưa quý vị là Phương đi chia sẻ ở nhiều nơi, 800 em học sinh ngồi bên ngoài, trời nóng có hơn 40 độ. Thế nếu như mà chúng ta nghĩ là khổ, vô cùng khổ, tôi nói thật với quý vị, nếu nghĩ như thế, Phương đã từng có những ảnh mà những cái quý vị ở đấy họ chụp ảnh Phương đứng trên đó mà không mặc com lê như thế này đâu ạ. Mà thưa quý vị, cái áo ướt không có chỗ nào để ướt. Nhưng mà một điều rất lạ là mình không thấy nóng và mình cũng không thấy khổ. Và mình nói với các con rằng nếu các con thực sự còn muốn nghe, thầy có thể ở đây chia sẻ mãi với các con được. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì bản thân thầy không cảm thấy nóng và cũng không cảm thấy khổ. Và câu chuyện 7-8 năm, xin nói thật với quý vị, có tới hàng mấy mươi lần như vậy. Thì đối với chúng ta cũng như vậy. Chừng nào mà chúng ta nghĩ rằng là hình ảnh của mình ảnh hưởng đến các con, đôi khi trong cuộc sống chúng ta nhớ rằng có khi chỉ là một câu nói làm thay đổi cuộc đời của một con người. Tôi từng đọc một câu chuyện về một tội phạm và về một nhà báo. Khi ông ấy viết nhận định về cái người phạm tội, ông ấy mô tả những cái hành động mà vô cùng tinh xảo của cái tội nhân này. Và sau đó ông có nói rằng tôi chỉ ước rằng nếu con người này mà trở về với cái bản tính thuần thiện vốn có, anh ấy sẽ là một người cực kỳ có giá trị trong xã hội. Và tôi ước điều này trở thành hiện thực. Và tôi tin điều này trở thành hiện thực. Thì sau đó 20 năm, nhà báo này lúc đó đã già và ông nhận được một cuộc gặp một vị doanh nhân. Và khi tới nói chuyện với ông xong thì ông có nói rằng bao nhiêu năm tìm kiếm, hôm nay tôi mới có cơ hội được gặp ngài. Tôi đến đây để tri ân ngài. Cách đây mấy mươi năm,
Tôi chính là người mà trong tác phẩm, một cái bài báo mà Ngài viết. Tôi chính là kẻ tội nhân. Và sau khi đọc được bài báo này, tôi đã khóc. Và tôi đã nguyện rằng ở trong trại cải tạo hay đi tù, tôi sẽ phải là con người khác. Và ngày hôm nay là người chủ doanh nghiệp, là người đã có đôi chút thành tựu. Tôi vẫn đau đáu một điều rằng nếu có cơ hội được tìm đến để tri ân Ngài, thì hôm nay điều đó đã được. Tôi xin tri ân Ngài. Sự thực trong cuộc sống là như vậy. Và đối với các thầy cô trong cả một quãng đời của mình, Phương tin là có nhiều những câu chuyện như vậy. Chỉ một chút hành động của mình, hay lời nói hay việc làm của mình mà chuẩn chỉ, chúng ta làm thay đổi nhiều thế hệ. Cho nên câu chuyện về làm gương là câu chuyện mà ai đó cũng đều phải tính đến. Khi đi chia sẻ với các trường, Phương đều nói là nếu được ước sẽ có 3 buổi. Thứ nhất là nói chuyện với những người lãnh đạo của nhà trường cùng với các thầy cô giáo. Bởi vì chừng nào lãnh đạo chưa hiểu thì làm sao người bên dưới hiểu và làm sao cảm thông. Nó cũng giống như câu chuyện khôi hài ngày xưa mà Bá Kiến đưa cái gậy xuống ao, trời rét thì nói rằng có rét đâu. Lãnh đạo hiểu chuyện, thầy cô giáo hiểu chuyện. Buổi thứ hai đó là chia sẻ với cha mẹ các con. Khi cha mẹ hiểu và đồng cảm và cùng với chúng ta. Và cái thứ ba mới là đối tượng các con. Ba cái buổi này chắc chắn sẽ góp phần làm cho nhiều con thay đổi. Minh chứng ở rất nhiều nơi. Một trong những câu chuyện đó là một tập thể 59 bạn học sinh lớp 8B mà bây giờ các bạn lên lớp 11. Là một điều mà cứ mỗi lần đi chia sẻ Phương rất xúc động. Bởi vì cái tâm lượng của cô giáo chủ nhiệm, cô Phùng Thị Vui. Và bởi vì sự thay đổi, có thể nói là kỳ diệu, tới từ 59 bạn học sinh. Trong đó có những bạn học sinh trước cái buổi đó bỏ nhà ra đi. Trong đó có những bạn học sinh trước cái buổi đó cái thứ gì cũng biết. Thậm chí trong đó có những người làm cha làm mẹ rút dép của mình ra, rút giày của mình ra tát con trước cổng trường. Mà sau này họ thay đổi. Mà sau này cái tập thể đó làm được nhiều điều rất là có ý nghĩa. Cho nên nhấn mạnh lại, khi chúng ta là ban trưởng quản lý, tất cả nó đều có đạo lý. Nếu như mỗi một thầy cô ngồi đây, chúng ta làm ra một tấm gương. Câu trả lời cụ thể hơn nữa là: vậy thì làm ra tấm gương tôi phải làm gì? Ngày xưa nói là phải tròn vai. Các thầy cô ngồi đây chúng ta có nhiều vai. Nếu như chúng ta đóng vai trò người quản lý, chắc chắn chúng ta là ông chủ. Và bên dưới là những người nhân viên của mình. Ngược lại, chúng ta về gia đình, chúng ta không thể không làm mẹ. Chúng ta không thể không làm bố. Chúng ta cũng không thể không làm con. Con dâu cũng có, con trai cũng có. Như vậy rõ ràng ở đâu thì chúng ta phải sắm vai đó. Chúng ta không thể nói là tôi là lãnh đạo thì về nhà tôi không thể trở thành một người mẹ tốt được. Không thể. Và chúng ta vẫn phải trở thành người con dâu đúng nghĩa của nó. Đó chính là làm gương. Và đó chính là cuộc sống. Và như vậy thì nó mới không có hai tâm. Còn nếu không, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là gì? Có người nói là tôi không muốn lấy cô giáo mầm non đâu. Tôi càng không muốn lấy cô giáo quản lý mầm non đâu. Bởi vì về nhà anh phải thế này, anh phải thế kia. Là chúng ta đem vai trò quản lý về áp đặt trong gia đình. Hãy nhớ rằng vũ khí của người phụ nữ đôi khi không phải là câu chuyện như vậy. Người xưa vẫn nói là lạt mềm buộc chặt. Có những cái đạo lý mà nếu chúng ta nghe, chúng ta tưởng như ngược mà lại là xuôi. Chúng ta tưởng như không thuận mà lại là thuận. Tôi nói ví dụ như là khi mà nói về vợ chồng hạnh phúc ấy, bí kíp là gì? Là không nói lỗi của nhau. Đơn giản, nếu vợ chồng muốn hạnh phúc, không nói lỗi của nhau. Không nói lỗi của nhau, đồng thời với phải nói điểm tốt của nhau. Để tri ân cảm ơn. Chúng ta cứ thử mà xem. Nếu chúng ta khuyên ai đó một điều gì, đầu tiên rất tốt, mong muốn lắm, nhưng cuối cùng bắt đầu đến tranh luận. Đến phần thứ hai, cãi nhau. Đến phần thứ ba, là ông có làm được không, ông khuyên tôi. Thế là một cái ý đồ bị sai.
Bản thân chúng ta đầu tiên đến để định khuyên mà. Cũng giống như đầu tiên chúng ta đến để dạy một đứa trẻ đang không ngoan trở nên ngoan. Được câu trước câu sau cái là như mày thì ai mà dạy được. Thế là xong chuyện rồi. Thầy cô thì còn ít, nhưng mà chúng nói thật, cha mẹ rất hay bị vướng vào điều này. Ban đầu tâm tâm niệm niệm rằng được cô Thảo dạy rồi, được cô Linh nói rồi, lại được cả cô Hương truyền thụ rồi, dạy con. Cái vai trò của người thầy vô cùng quan trọng là không được nóng, không được giận. Câu đầu tiên tốt lắm, nhưng chúng ta lại gặp một phản ứng ngược, yes no question. Cứ hỏi cái nó lại cho một cái chặn. Thế là ba máu sáu cơn nó nổi lên. Tất cả mọi cái võ thuật cuối cùng trở lại một cái món túm tóc thông thường của truyền thống. Chúng ta có thấy không điều đó không ạ? Chúng ta có hay gặp điều này không ạ? Dạ vâng ạ. Khi nói về câu chuyện làm gương thì quả thật nếu mà chúng ta nhìn cao nó rất là cao, nhưng chúng ta nhìn thấp nó cũng cực kỳ thấp. Maxim Gorky nói là tiểu tiết tạo nên sự vĩ đại. Thầy Thái Lệ Húc thì nói rằng chỉ cần trông mặt của con bạn hay chỉ cần trông mặt của bạn, tôi có thể biết bạn sau này có quý nhân phù trợ không. Chúng ta thử nghĩ sẽ có phải không? Phương phỏng vấn các bạn học sinh là đố các con biết làm thế nào để ta đi đến đâu cũng được người khác giúp đỡ. Rất nhiều bạn thông minh. Hôm về cái trường Thân Nhân Chung là một trong những rất nổi tiếng của một cái vị Thân Nhân Chung, là một vị quan ngày xưa. Ông có một cái câu nói kinh điển ấy, là hiền tài là nguyên khí quốc gia. Cái trường đó trường cũng là trường điểm, là một trường phổ thông thôi, mà quý vị có biết được tặng huân chương lao động hạng nhì. Thậm chí có những trường trung học, cao đẳng hay đại học để được cái danh hiệu đó không phải là nhiều. Bạn ấy nói là thưa thầy em biết. Bảo sao? Bảo nếu muốn người khác giúp đỡ mình thì mình phải luôn giúp đỡ người khác. Một cái đạo lý vô cùng đơn giản. Cho nên chúng ta ngồi đây, ai mà có con cũng mong con mình sau này được quý nhân phù trợ. Đương nhiên ai cũng mong là mình có quý nhân phù trợ. Nhưng đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, mình đã bao giờ trở thành quý nhân chưa? Nếu mà mình ở đây mà mình là quý nhân của người khác thì đâu đó con mình cũng sẽ có quý nhân phụ trợ. Hôm nay chúng ta đang làm cái đạo lý này mà. Tất cả hôm nay chúng ta ngồi đây chắc chắn ai đó cũng là quý nhân của nhiều người, của nhân viên, của các thầy cô, của cha mẹ các con và đương nhiên của các con. Vậy nếu chúng ta làm tốt vai trò quý nhân, con cái chúng ta cũng có phần, bản thân chúng ta cũng sẽ có phần. Có những thứ, xin thưa với các thầy cô, không mua được bằng tiền, không mua được bằng nhiều tiền. Bởi vì sao? Bởi vì làm sao mà dùng vật chất mà đổi được. Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức cũng như vậy. Nếu được phỏng vấn các thầy cô trong hệ thống, xin thưa với quý vị, cái trải nghiệm hạnh phúc, cái trải nghiệm niềm vui, nó là thứ mà không đong đếm được. Có những người làm cha làm mẹ các thầy cô mà khi hệ thống mời đến dự, có những người cha mẹ đã khóc và ông nói rằng tôi không tin, trước đây tôi không tin rằng con tôi dạy ở trường mầm non mà lại được học tập thế này, mà chúng tôi lại được đón tiếp trang trọng như thế này, mà chúng tôi lại thấy con chúng tôi đóng góp được một cái phần có ý nghĩa như thế này. Có nhiều những câu chuyện mà đùa mà là thật. Lại lấy thầy Cần để làm ví dụ. Cách đây khoảng 4-5 năm, khi mà có sinh viên ra trường phỏng vấn về trường của thầy Cần, cô đã về, cô cũng, cái cô sinh viên đó cũng rất thật thà, cô về cô kể hết cho mẹ là trường thầy cô tốt thế này, giúp con thế này. Quý vị có biết bà mẹ dặn gì không? Bà mẹ nói con, ngày mai đi nhớ thủ một cái cục gừng, à củ tỏi, nhớ thủ củ tỏi trong người con nhé. Làm gì có người tốt như vậy, không khéo bị lừa đấy con. Câu chuyện có thật. Và bây giờ thì cô sinh viên đó đã trở thành cô giáo của hệ thống. Nhưng tôi muốn nói một chi tiết như thế để cho chúng ta thấy một điều thật. Thật sự là khi mình phát lên một cái tâm mà muốn giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ có cơ hội và chúng ta sẽ có phần. Cho nên
tập trung nói về sứ mệnh, nói về vai trò. Để chúng ta hiểu rằng là rõ ràng bây giờ không phải là lúc ta làm hay không làm nữa. Bây giờ là lúc ta phải làm rồi. Các thầy cô giáo hay là các bạn sinh viên ấy thì còn có bảo là em không thích thì em thôi. Nhưng chúng ta ngồi đây, chúng ta là chủ ngôi trường. Chúng ta còn phải đảm bảo cơm ăn, áo mặc hay đời sống cho các thầy cô giáo. Chúng ta không thể không làm. Vậy chúng ta chọn làm cái gì? Tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Nếu chưa muốn nói rằng chúng ta để ý theo hướng tự chủ để xây dựng trường mầm non, để trở thành cái gì? Cơ sở mầm non an toàn, xanh, thân thiện và hạnh phúc. Xin có một điều tra nho nhỏ là những thầy cô nào mà chúng ta quản lý trường công lập có thể giơ tay đúng không ạ? Công lập ạ. Vâng ạ, các quý vị giơ tay cao một chút ạ. À vâng, tức là công lập chiếm khoảng một phần nhỏ, khoảng 10 mấy% đúng không ạ? Nhân câu chuyện này mới nói là khó khăn bây giờ thì là bên tư tưởng. Đặc biệt là những giai đoạn mà khó khăn của kinh tế, hệ thống giáo dục khai minh đất đã từng trải qua. Và xin thưa quý vị là hơn một năm đó, tiền thuê nhà vẫn phải trả, học phí thì không thu được. Nhưng bây giờ làm nào? Không nhẽ để các thầy cô đi bán hàng online. Hồi đó mặc dù khó khăn nhưng vẫn đi ra một quyết định là mỗi một tháng các trường trợ cấp tối thiểu các thầy cô 2-3 triệu đồng để đảm bảo rằng ít nhất là duy trì được cái đời sống tối thiểu. Và một điều rất là hạnh phúc là sau hơn một năm thì một cái điều may mắn và tôi nghĩ cũng là một lẽ tự nhiên thì gần như các thầy cô giáo trong hệ thống không có một sự di chuyển như một số cái đơn vị bên ngoài khác. Thì cái lúc kinh tế nó khó khăn thì tư thục là khó khăn. Nhưng nếu như chúng ta để ý rằng theo cái xu hướng mới, theo cái tinh thần mới thì không khéo công lập lại là một trong những đơn vị sẽ gặp khó khăn. Chúng ta thử đặt câu hỏi xem tại sao con em mong muốn gửi vào trường công lập? Đa phần nhé, tất nhiên đây không phải là tất cả, bởi vì trường công lập nhiều trường rất tốt, nhưng đa phần họ gửi vào bởi vì học phí thấp. Có phải vậy các thầy cô công lập? Và chúng ta chưa bị sức ép về cái việc là thu chi. Còn chừng nào mà giao cho chúng ta nhiệm vụ là dứt khoát phải lấy thu bù chi, không có ngân sách cấp nữa, câu chuyện nó sẽ trở nên rất khác. Và bài toán đặt ra là vậy làm thế nào để vượt qua việc này? Không có cách nào khác ngoài cái việc chúng ta phải trở thành điểm đến của phụ huynh. Lúc đó câu chuyện sẽ không phải là học phí thấp nữa, và lúc đó chắc chắn phải là câu chuyện là học phí hợp lý nhưng chất lượng giảng dạy phải cao. Mà muốn có được chất lượng giảng dạy phải cao thì chúng ta lại trở lại bài toán vừa rồi, là chúng ta phải hiểu được sứ mệnh, chúng ta phải hiểu được cái vai trò trách nhiệm của những người làm thầy giảng. Bao giờ cũng như vậy mà. Còn nếu như chúng ta vẫn giữ cái lối cũ, chắc chắn chúng ta sẽ gặp vấn đề. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng không bình luận đến câu chuyện là chính sách thế nào, cái đấy chúng ta phải chờ tương lai. Nhưng Phương chỉ muốn nói rằng nếu cho Phương được làm nhà quản lý giáo dục, Phương sẽ tư duy hơi khác một chút. Phương có một quan niệm rằng đã là giáo dục không thể nói đến câu chuyện kinh doanh. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem. Hoặc nếu có thì nó là hàng thứ yếu. Còn nếu bạn xác định rằng đây là một mô hình kinh doanh kiếm lời, lời khuyên rất chân thành là phải xem xét lại một cách rất nghiêm túc. Bởi vì nếu chúng ta đặt mục đích lợi nhuận lên đầu thì có hai lời khuyên ở đây. Một, đây không phải nghề đem lại lợi nhuận cao như những nghề khác. Phương có thể tự tin nói với quý vị điều này bởi vì Phương có trải nghiệm. Phương đã từng làm cho nước ngoài, Phương đã từng làm chủ tập đoàn một doanh nghiệp có mười mấy công ty, nhiều ngành nghề khác nhau. Và Phương tự tin nói với quý vị rằng nếu mà kinh doanh, không bao giờ Phương chọn giáo dục. Bởi vì đây không phải là nghề tạo ra lợi nhuận cao, nếu chưa muốn nói rằng thậm chí còn thấp nữa. Quý vị thử tưởng tượng xem,
ngôi trường mầm non ở trong Nghệ An cách đây 3 năm mua 20 mấy tỷ đồng, đầu tư vào vài tỷ đồng nữa, lại còn phải chịu lỗ 1 năm nữa, bây giờ mới đảm bảo thu đủ bù chi, chưa kể toàn bộ vốn bỏ vào đó không bao giờ nghĩ lấy về. Thế thì kinh doanh cái nỗi gì? Không bao giờ làm được đó. Và nếu làm kinh doanh thì không bao giờ làm điều đó. Cho nên chúng ta phải xác định rằng chúng ta là những người chủ ngôi trường. Phương rất đồng cảm với những người chủ trường tư thục ở đây. Các thầy cô cũng có sức ép. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng có những cái tưởng thưởng chúng ta được lớn hơn nhiều. Thì chúng ta làm sao để nó cân bằng giữa cái việc mà chúng ta mở ra một ngôi trường, bỏ đồng vốn ra, với cái việc mà chúng ta đem lại cái nguồn thu như thế này. Vì mỗi người đều có một sự lựa chọn. Nhưng chúng ta đã lựa chọn rồi, công lập thì không bàn cãi gì cả. Nhưng đối với trường tư thục, hãy cố gắng làm đúng cái chức năng của mình, thì tự khắc đâu sẽ vào đấy. Trong hệ thống 18 ngôi trường ở trên khắp cả nước, cũng tâm sự với các thầy cô là có những ngôi trường lúc đầu cực kỳ khó khăn. Trường Minh Chí là một ví dụ. Ngày xưa ở bên Sóc Sơn, các thầy cô đến đã khó rồi, học trò đến còn khó hơn. 2 năm đầu bù lỗ toàn bộ. Thầy Vọng Tây là người đứng đầu hệ thống. Khi phát biểu với phụ huynh học sinh, thầy làm một phép toán rất là dễ. Thầy nói, có bao nhiêu phụ huynh ngồi đây, mỗi người đóng vào trường này bao nhiêu tiền. Thầy nhân xẹt xẹt cái, thầy tính trả lương từng đây, trừ đi tiền thuê nhà hàng đây, hỏi quý vị ông ấy dương. Tất cả ai cũng thông minh, vì phụ huynh đều những người sáng láng cả, tính sơ sơ cái âm. Vậy thì ai trả tiền? Tôi, thầy chỉ vào thầy nói tôi trả lương cho thầy cô 1 năm nay rồi. Cách đây chưa nhiều năm đâu, khi mà hệ thống sang giúp đỡ cho ngôi trường đó, làm tất cả mọi thứ và kiểm tra sổ sách, thấy vẫn âm 100 triệu. Vợ Phương người điện về, anh ơi, có gì em, tình hình là Minh Chí bây giờ vẫn đang lỗ và cô giáo vẫn đang nợ. Còn nợ bao tiền? Nợ 100 triệu. Và giải pháp là gì? Tìm cách nào cho họ đi, tặng cho trường đó để xóa nợ. Nhưng đúng là gái có công chồng không phụ. Đúng là khi mà nhiệt huyết làm việc thì mọi chuyện lại trở nên khác hoàn toàn. Cách đây khoảng 3 tháng về đây họp, hơn 200 học sinh đến học. Mọi thứ lại quay 180 độ, đời sống thầy cô giáo đi lên. Phụ huynh hồ hởi. Cái cô mà cho thuê trường đó hôm đấy khi Phương Tây chia sẻ về cái việc là làm thế nào để dạy dỗ con nên người, bà đấy gọi là bà bởi vì là bà của 4 đứa cháu học trò đó, cảm động và nói rằng hôm nay tôi biết các thầy cô sang, cho nên nhãn mới có 8 thôi chứ chưa 9, mà cũng vặt để tặng cho các thầy cô đem về ăn. Rất là cảm động. Và đấy là điều mà Phương muốn chia sẻ đặc biệt với các thầy cô giáo chúng ta mầm non và mầm non tư thục ở đây. Chút xíu nữa, nếu chúng ta có những câu hỏi, chúng ta có những cái điều quan tâm, hoặc chúng ta có những cái sự trăn trở, chúng ta có thể đặt câu hỏi để chúng ta cùng nhau thảo luận. Nhưng vì đông đảo chúng ta ngồi đây là những người làm tư thục, đông đảo ngồi đây Phương hiểu rằng chúng ta là những người có những lúc gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng thật sự nếu ai đó hiểu rằng khó khăn chỉ là tạm thời, nếu mình nỗ lực, nếu mình toàn tâm toàn ý thì mọi thứ sẽ thay đổi. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Ngày xưa làm kinh tế cho nên cũng đọc nhiều sách, có những cái câu chuyện và có những cái câu nói mà phải nói là nó làm ảnh hưởng cuộc đời. Cái ông chủ tịch của tập đoàn Hyundai, ông nói câu là không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Ông lấy một ví dụ kinh điển ra, ông nói rằng con vật nó còn tìm ra được giải pháp để vượt qua khó khăn. Ông nói là ngày xưa khi mà ông ấy làm thuê cái trại Incheon ở cái cảng Incheon ấy, thì ông ấy làm công nhân. Sau này mặc dù ông là người rất rất giàu có, nhưng hồi đó ông làm công nhân. Và ông ấy nói là đêm ngủ ấy, không thể nào ngủ được. Vì ông thấy rằng dẹp có nhiều, có cắn. Ông bật đèn ông soi, ông thấy không hiểu đâu dám dẹp thế. Và ngày mai ông quyết định là đập sẩy giường chiếu sạch sẽ. Đêm nằm nửa đêm lại thấy bị dẹp cắn. Họ không hiểu ở đâu ra mà kinh khủng này. Ông mới phát hiện là nó bò từ dưới chân giường bò lên. Và hôm sau ông ấy chơi bài cao hơn, là ông kê chân giường bằng cái bát, ông đổ nước vào trong. Ông nói rằng no way, yên tâm kê gối cao ngủ, nửa đêm vẫn bị cắn. Ông bật đèn, ông phát hiện được một điều kỳ lạ.
là những con dẹp vì sự sống còn đã leo lên trần nhà và rơi xuống. Ông nói rằng đến loài vật nó có tìm ra được giải pháp như vậy không có nghĩa chúng ta là con người. Cho nên sau này cuộc sống của ông có những điều mà nếu người khác thì nhìn vào tưởng chết chắc, nhưng ông ấy không nhìn thấy điều đó. Ông ấy nói rằng trong cơ có nguy, nhưng trong nguy lại có cơ. Chúng ta ngồi đây có thể đâu đó có những trường mầm non còn đang khó khăn về việc thu chi, còn đang khó khăn về việc làm sao đời sống các thầy cô. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng cái bản chất mà chúng ta làm được, những thứ khác nó sẽ kéo theo. Nếu thực sự chúng ta coi những đứa trẻ tới trường là sứ mệnh, là trách nhiệm của chúng ta, phụ huynh đâu đó họ sẽ hiểu. Phương kể câu chuyện này để chúng ta có một cái niềm tin. Vẫn nói về cái kiểu kỷ lục của những kỷ lục. Khi trường Dương Nội mà chuẩn bị hoàn thành, quý vị có tin là trước đó 1-2 tuần người ta thấy có rất nhiều người đến trợ giúp trong trường này, và đa phần đều là phụ huynh. Có người có xe tải đem xe tải đến, có người có xe con đem xe con đến. Thậm chí có những câu chuyện mà kể ra chắc nhiều người cũng bảo thầy phịa, nhưng hôm nay có những các con người thật việc thật ở đây, có cô Hương làm hiệu trưởng ở đây, tôi muốn nói 2-3 câu chuyện thôi. Quý vị có tin rằng để đảm bảo có những phụ huynh sẵn sàng nói rằng em đóng học phí luôn 4 năm. Bởi vì họ có điều kiện, và bởi vì họ thấy rằng cái việc này có thể hỗ trợ nhà trường. Khi mà sửa chữa lại cơ sở, vì đấy thuê một cái biệt thự mà ở thô, tất cả phải thiết kế lại, đầu tư vào đó khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó rất nhiều chi phí hạng mục, có cái hạng mục sơn. Có cái người phụ huynh nói rằng nhà em là đại lý sơn, em sẽ nói với chồng cấp. Và ông chồng nói đúng, tôi đồng ý cấp với cái giá không lấy lãi. Và khi có báo giá xong, kết quả gửi đến với cái mức đúng không lấy lãi thật. Nhưng chưa hết, điều bất ngờ là một cái tài khoản đâu đó chuyển trả nguyên cái số tiền đó. Và vâng vâng lời dặn rằng chồng em có hỏi thì đừng nói là em trả. Họ quá cảm động trước cái tình cảm mà các thầy có. Thật sự là khi con họ gửi tới, họ có một cái niềm tin. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta nói chúng ta phải làm. Chúng ta nói như thế nào, chúng ta chắc chắn phải làm như thế. Vì nếu chúng ta coi rằng đây là đơn vị kinh doanh, xin thưa với các thầy cô, thuê có 5 năm thôi mà bỏ vào 3 tỷ đồng, quý vị cứ thử làm một phép nhẩm xem. Nếu chúng ta nhâm nhâm mỗi tháng chúng ta lấy về 100 triệu thì làm sao đảm bảo chất lượng, làm sao mà có thể có cơ sở vật chất tốt được. Nhưng chúng ta xác định rằng làm giáo dục là sự nghiệp. Làm giáo dục là phải làm sao lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của mình. Thì chúng ta làm được như thế, tự khắc hữu xạ tự nhiên hương. Sẽ có những người sau này không phải bản thân hệ thống đâu, Khai Minh Đức nói, mà đâu đó hàng trăm trường tư thục ở đây, các thầy các cô cũng có những câu chuyện cảm động để kể. Và Phương tin rằng vì không có thời gian thôi, chứ còn đâu đó chắc chắn chúng ta đã có những câu chuyện cảm động rồi. Nhưng Phương muốn rằng hôm nay chúng ta hiểu sâu sắc điều này thì chúng ta có nhiều câu chuyện cảm động nữa. Chúng ta có nhiều những cái điều mà để mỗi một cái buổi hội thảo này, chút xíu nữa rất mong các thầy cô, chúng ta ngoài cái việc chia sẻ những khó khăn, đặt những câu hỏi mà chúng ta trăn trở, chúng ta hãy tâm sự những cái câu chuyện mà thông qua việc làm giáo dục chúng ta có trải nghiệm, có những trải nghiệm vui, có những trải nghiệm mà để dấu ấn để đời, để chúng ta ngồi đây chúng ta phải làm người một nhà. Chúng ta đều phải là những người làm giáo dục, không phân biệt công lập hay tư thục, không phân biệt trường to hay trường bé. Tất cả chúng ta đều đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì tương lai là nằm trong tay chúng ta. Tôi vẫn từng nói với tất cả các thầy cô giáo, và hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta có thể không là bác sĩ, chúng ta có thể không là giáo sư, nhưng chúng ta là thầy cô của những người giáo sư tương lai. Và biết đâu đó ngồi đây, trong chúng ta sau này sẽ có người vinh dự được nói rằng vị lãnh đạo kia, người quản lý nọ là học trò của chúng tôi. Có phải như vậy không ạ? Vâng, và phần tâm sự chắc là Phương xin dừng ở đây. Như đã chia sẻ từ ban đầu, vì nó là cái buổi tọa đàm cho nên rất muốn lắng nghe những tâm sự, những chia sẻ và những câu hỏi của các thầy các cô đến từ tất cả các trường trong quận Hà Đông. Xin trân trọng cảm ơn.
Vâng, kính thưa thầy và thưa toàn thể các đồng chí, vừa rồi là phần chia sẻ của thầy. Tất cả những cái chia sẻ nó từ trải nghiệm, từ những kiến thức. Bởi bản thân thầy thì cũng xin biết thầy là em cũng có tra Google thì cũng biết là thầy cũng là một doanh nhân. Vâng, một doanh nhân, một tiến sĩ về lĩnh vực kinh tế tài chính, và đặc biệt cũng là một người thầy, vì cùng thầy cũng đã từng học sư phạm. Vâng, thế và rõ ràng với những chia sẻ của thầy hôm nay thì bản thân mỗi một quản lý ngồi đây, các đồng chí không chỉ là mang lại cái kiến thức cho bản thân trong cái công tác quản lý của một tập thể, mà rõ ràng chúng ta đang có được cả những cái kiến thức để phục vụ cho chính cái cuộc sống hoặc là cho chính cái gia đình của mình, để có thể vận dụng được rất nhiều những cái chia sẻ của thầy vào trong cuộc sống. Thế và như thầy đã nói ngay từ đầu, đây là một buổi tọa đàm, và chúng ta sẽ có những chia sẻ hai chiều, có nghĩa là chúng ta sẽ đặt những câu hỏi hay là những chia sẻ như thầy đã nói là những cái trải nghiệm của bản thân trong cái quá trình làm nghề, để chúng ta chia sẻ cho tất cả các đồng nghiệp cùng được lắng nghe, hoặc là cũng có những băn khoăn trăn trở như thầy nói vừa nãy, thì tất cả các bạn ngồi đây đúng là cũng đã có những giai đoạn vô cùng khó khăn trong cái thời kỳ mà Covid, hoặc là bản thân sau đó khi mà quay trở lại hoạt động thì cũng gặp vô vàn khó khăn. Và đúng như thầy nói là tất cả các bạn cũng đều phải tìm giải pháp. Thế nhưng có những giải pháp thì đúng, nhưng có những giải pháp chưa đúng. Và cũng có những giải pháp mà các bạn cũng phải chịu gánh cái hậu quả từ cái việc mà lựa chọn sai giải pháp. Vâng. Thế thì rất là muốn lắng nghe các cái ý kiến hay là các cái câu hỏi, những cái chia sẻ của các đồng chí ngồi đây ạ. Vâng, xin mời chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ ạ. Vâng, mời anh Tuấn là thầy giáo hiếm hoi trong hội trường của chúng ta mà lại gần với lại cả ban tổ chức nhất. Vâng. Lời đầu tiên thì cho phép cá nhân em thay mặt cho toàn thể các anh chị em, các thầy cô giáo có mặt trong hội trường hôm nay, xin là gửi lời tri ân đến thầy Phương có những kiến thức chia sẻ, trải nghiệm của thầy rất là bổ ích và vô cùng là ý nghĩa đối với những người thầy giáo cô giáo như chúng em ngày hôm nay ạ. Và rất là cảm ơn ban tổ chức đã có tạo một cơ hội để cho các thầy cô giáo là quản lý của các trường mầm non, các cơ sở mầm non này có mặt để được lắng nghe. Thì cá nhân em có một câu hỏi, một hai câu hỏi mà muốn hỏi thầy, ý kiến của thầy. Thứ nhất là qua cái phần chia sẻ của thầy ấy, thì bọn em cảm nhận thấy được là thầy có một cái kiến thức rất là sâu sắc, một cái tâm rất là nhiệt tình với các con, với các bậc phụ huynh đó. Thì chắc chắn là thầy có một cái lượng kiến thức rất là sâu sắc và rất là rộng rồi, và qua cái buổi trình bày thì em cũng được cảm nhận thấy. Thì em muốn thầy chia sẻ thêm là cái cách để thầy truyền đạt cái kiến thức đấy, cái tần suất và cái cách như thế nào để thầy truyền đạt đến toàn bộ các thầy cô giáo là quản lý, cũng như các thầy cô giáo là những giáo viên trực tiếp ở lớp của từng lớp, cho cái tần suất và cái nội dung như nào, hàng tuần, hàng quý hoặc hàng tháng như thế nào, đã có một cái lộ trình như nào đấy để cho chúng em có thể là được tham khảo và được vận dụng, học hỏi những cái kiến thức đó để chúng em áp dụng trong cái cơ sở mà chúng em đang làm việc. Vâng, đó là một câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cũng vừa được biết là thầy cũng là một doanh nhân có rất là kiến thức thâm sâu về kiến thức tài chính và kinh tế, thì cũng cho em hỏi câu hỏi thứ hai là nếu trong quá trình set up và vận hành trường mầm non mà cái khoảng thời gian và cái lượng kinh phí mà mình chịu lỗ mà nó quá khả năng của mình ấy, thì có giải pháp nào tốt và các giải pháp nào mà nó phù hợp nhất để mà thầy tư vấn cho chúng em và những người, đặc biệt là những trường mầm non tư thục ấy, là có được những cái bài học và những cái kinh nghiệm để xử lý trong cái giai đoạn mà sự khó khăn đó. Và xin hết ạ.
Xin chào thầy Phương và tất cả các thầy giáo, cô giáo trong hệ thống Minh Trí, và cũng xin chào tất cả các chị hiệu trưởng, tất cả các chủ cơ sở có mặt trong hội nghị hôm nay. Vâng, có lẽ là khi mà tôi dự buổi hội nghị này thì đúng như thầy đang nói là nếu như chúng ta mà tìm lý do thì có rất là nhiều lý do để ngày hôm nay chúng ta không đến với hội nghị này, và bản thân tôi cũng thế, bởi vì là một cái chuỗi thời gian vừa rồi là một cái sự áp lực cực kỳ lớn, và tôi đang mong muốn có một ngày nghỉ thực sự. Và khi mà nhận được cái thông tin là nhận được một cái công văn là sẽ có một cái buổi hội nghị ngày hôm nay thì tâm trạng cũng không muốn đến đâu, nhưng mà khi đến rồi thì có lẽ là một cái năng lượng tuyệt vời mà có lẽ là phải nói thực sự rất là cảm ơn thầy Phương đã chuyển cho cá nhân tôi một cái sự động lực rất là lớn mà để tôi bước tiếp những khó khăn tới đây mà chúng tôi đang phải tiếp nhận. Và thực sự là rất tâm đắc với những câu chuyện mà thầy đã kể, và tôi cũng muốn tiếp nối thêm những cái câu chuyện đấy, bởi vì chính bản thân tôi cũng đã trải qua và cũng đã và đang tiếp tục lại trải qua để và làm tiếp. Đó là khi mà tôi được bổ nhiệm năm 2018, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Thì khi đấy được bổ nhiệm về một ngôi trường giữa một khu vực rất là hoang sơ, không có nhà cửa của dân nhiều, và cái tỷ lệ học sinh thì chắc chắn rằng là rất là ít. Thế và xung quanh tôi thì có rất là những nhiều trường truyền thống đã có bề dày rồi. Và khi đó với một cái trường non trẻ như tôi thì khi tôi đi họp các cái hội nghị như này, câu hỏi đầu tiên là các bạn đồng nghiệp luôn hỏi tôi là tuyển sinh được bao nhiêu rồi em? Rất là áp lực, cực kỳ áp lực, và tôi không biết sẽ phải trải qua với cái áp lực đấy như nào, bởi vì trường tôi lúc đấy là nhận một cái trường là 5.000 m², vô cùng rộng, nhưng chỉ có 3 tòa nhà không thôi, cây cối không có, không hề có gì, và có 6 giáo viên biên chế cũng như là 5 nhân viên nhà bếp, một hiệu phó. Và lúc đấy thì tôi thực sự không biết mình bắt đầu từ đâu, bởi vì tôi cũng chỉ là một giáo viên lên làm hiệu phó được 3 năm, sau đấy thì lên hiệu trưởng. Và tôi không biết bắt đầu từ đâu cả, không biết vượt qua từ đâu cả. Nhưng đúng như thầy đã nói, khi chúng ta khởi cái tâm của chúng ta tốt thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được những cái từ trường tốt. Và điều đấy thì tôi không đi theo bất kỳ một cái đạo giáo nào cả. Và thậm chí là cũng rất ít khi đọc kinh Phật. Nhưng tôi nghĩ rằng là có lẽ đó là một cái điều mà đúng là thực sự rất là chuẩn với những cái câu nói đấy. Bởi vì sáng ngày hôm nay tôi khi tôi mà tôi cũng ngồi ở dưới, tôi có post một bức ảnh lên trên Facebook, thì có một người em ở tận Bắc Giang có nhắn tin là chị ơi, càng ngày chị càng sinh ra, có lẽ là tâm sinh tướng. Nhưng mà đúng là một cái câu động viên thôi, nhưng nó rất đúng với cuộc sống của tôi. Bởi vì làm sao ạ, khi đấy về trường thì đúng thực sự là không biết bắt đầu từ đâu, không biết sẽ có bao nhiêu học sinh đến với học với mình. Và tôi cứ chăm chút, cứ làm từng chút một, rất thật tâm chia sẻ với phụ huynh, rồi chăm các con. Thậm chí là có lẽ cái phòng làm việc của tôi không bao giờ tôi ngồi, rất rất ít khi tôi ngồi lại, mà cứ đi suốt, đi từ trong lớp học, đi xuống tận bếp, đi ra vườn cây, từng cái cây ngọn cỏ. Và sau đó thì có lẽ cái việc làm đấy, cái tình cảm đấy của mình đã được phụ huynh cảm nhận được. Bởi vậy nên chúng tôi cũng truyền thông không nhiều, bởi vì riêng đối với công lập thì cái việc mà truyền thông của nhà trường gần như là rất là thua kém so với các bạn ở ngoài tư thục. Tuy nhiên thì cuối cùng chính những phụ huynh của chúng tôi là những người truyền thông, và chính những đứa trẻ là những cái kênh truyền thông tuyệt vời nhất. Bởi vì sao? Tôi đã nhận lại được những lời nói của các con là gì? Mẹ ơi, mẹ nấu cơm không ngon bằng trường con, và con rất yêu sen hồng. Chúng tôi tên là sen hồng ạ. Con rất yêu sen hồng. Và đến tận bây giờ, có những bạn đã ra trường, năm nay là thứ 5 của chúng tôi rồi, có những bạn đã ra trường rồi, nhưng phụ huynh vẫn nhắn tin nói rằng là cảm ơn bằng nó sen hồng, con đã ra trường rồi, nhưng không bao giờ quên được hình ảnh một cô hiệu trưởng bế con lên xe khi mà trời mưa, và đấy là cái mà theo con suốt cả cái quãng tuổi thơ của con. Tôi không nói về bản thân mình là mình giỏi giang hay là mình làm một cái điều gì to tát. Tôi chỉ muốn nói rằng là đúng, khi chúng ta khởi một cái tâm thiện, một cái tâm mà mình mong muốn được xây dựng, được vượt khó và được đem đến cho những đứa trẻ. Đúng như thầy nói, làm giáo dục không thể kinh doanh được. Đã có những lúc tôi bỏ tiền nhà ra để làm,
và tôi nợ rất nhiều. Có những lúc tôi nghĩ đến cái số nợ và tôi rất là hoảng, bởi vì nó với thầy thì là thầy là một doanh nhân, thầy có một cái nền tảng nhất định, nhưng với chúng tôi từ một giáo viên đi lên, chúng tôi không có trong nhà có bao nhiêu tài sản, và nếu mà mình mang ra hết thì chắc chắn là ông chồng sẽ mời ra khỏi nhà rồi. Thế nên là nói thực sự lúc đấy là cầm đồng tiền của gia đình đi để làm, để mua cây mua cối để trồng cho nhà trường, rồi là để xây dựng những cái khu vui chơi, đều phải tiền hết, đều phải làm hết. Và lúc đấy thì thực sự là nợ rất nhiều, cực kỳ nhiều. Và nếu như để nói là kinh doanh giáo dục để có lãi thì thực sự là không hề luôn, đúng như thầy đã nói. Và đến bây giờ khi mà chúng tôi đã vượt khó từ một con số là gì ạ, có 80 học sinh năm đầu tiên khi bắt đầu mới tuyển sinh, sau đó thì cứ tăng dần nội trình lên, và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có khoảng 700 học sinh trong nhà trường. Nhưng đúng vào cái thời điểm rực rỡ và hào quang nhất của nhà trường, đáng ra là chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi. Có thể nói nhiều bạn là ôi giời bây giờ sướng quá rồi, học sinh đông rồi này, cô giáo thì đã được bồi dưỡng là rất là nhiều kỹ năng rồi này, trường lớp thì đã xây dựng rất là nhiều cơ sở vật chất rồi, thế thì nghỉ ngơi một chút đi, chăm lo cho bản thân mình, yêu bản thân mình một tí đi. Nhưng chúng tôi lại nhận được một quyết định làm tự chủ, và đây lại là một bước ngoặt cực kỳ khó khăn. Và nói thật, chia sẻ với tất cả các chủ cơ sở cũng như tất cả các đồng chí hiệu trưởng ngồi đây là tôi bạc tóc luôn trong vòng mấy tuần, bởi vì là mình không biết bắt đầu từ đâu, không biết sẽ làm cái gì bây giờ. Và tôi hiểu được rằng là làm tự chủ trong khi tất cả mọi người vẫn đang công lập là quả một thử thách cực kỳ lớn. Vậy thì phải đẩy tôi cũng đã phải rơi nước mắt, tôi cũng đã phải khóc, đã phải suy nghĩ rất là nhiều, cực kỳ nhiều trăn trở. Nhưng hôm nay thì có lẽ cái cảm xúc đấy của tôi đang được thầy tháo gỡ, và rất là cảm ơn thầy. Bởi vì làm sao ạ, thầy nói rồi, trong cái khó khăn thì sẽ có cái may mắn, trong cái rủi sẽ có cái may, trong cái khó khăn thì cũng sẽ thử thách chính bản thân mình. Tôi cũng xin giới thiệu là tôi cũng đã 43 tuổi rồi, ở độ tuổi này thì không muốn chạm vào khó khăn nữa đâu. Theo một cái phản xạ của con người đấy là không muốn chạm vào khó khăn nữa, và cũng không muốn thử thách bản thân thêm một tí nào nữa cả, bởi vì cũng đã chăn trở rất nhiều rồi, đã hy sinh rất nhiều rồi. Thế nhưng với trách nhiệm của giáo dục, đúng là phải có tâm với nghề, và phải thực sự coi giáo dục đó là một cái lý tưởng sống của mình, thì chắc chắn rằng mới vượt qua được. Thì tôi cũng không biết rằng quãng đường tới đây mình có vượt qua được những cái điều đấy không, mình có làm được thành công không, nhưng mà trước mắt là cái tâm hôm nay của mình. Thực sự rất cảm ơn thầy, bởi vì thầy đã giúp cho tôi có một cái động lực và mình sẽ hướng đến, và mình nghĩ rằng là mình cứ làm đi và mọi người sẽ cảm nhận được. Khi đã cảm nhận được thì nói như thầy đấy, sẽ có những người âm thầm đi sau mình giúp đỡ về vật chất. Và cũng là một cái bài toán cho tất cả những cơ sở tư thục cũng như tất cả các trường công lập khác là gì ạ? Chúng ta không thể ngồi để hưởng mãi được sự bao cấp của bất kỳ một ai đó, mà chúng ta phải đặt chúng ta vào một thế cạnh tranh, có cạnh tranh thì mới có chất lượng về giáo dục, và mới có chất lượng giáo dục và cái sự cứng rắn trong việc quản lý. Thì tôi nghĩ là không biết mình có vượt qua được hay là có làm thành công không, nhưng mà đúng là một cái buổi nói chuyện của thầy đã giúp tôi hiểu, và tôi nghĩ là mình sẽ sẵn sàng để đón nhận và sẽ cố gắng để hoàn thành. Cảm ơn thầy, tất cả mọi người đã lắng nghe ạ. Hội trường của chúng ta còn những cánh tay nào nữa không ạ? Sau đây thì xin trở lại hai câu hỏi của anh Tuấn có đặt ra để nhờ thầy chia sẻ thêm, đó là cái phương pháp cách thức lộ trình đào tạo cán bộ quản lý giáo viên tại cơ sở giáo dục. Tại vì là cái công tác đào tạo bồi dưỡng cực kỳ quan trọng, và với cái mong muốn của một người đứng đầu, làm thế nào mình đã thay đổi nhận thức rồi, nhưng bản thân nhân viên của mình, giáo viên của mình có làm được hay không, theo mình được hay không, thì nó phải thông qua đào tạo bồi dưỡng. Và chắc là em phải bổ sung cho anh Tuấn một ý đấy là ngoài đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nhân viên thì còn là đào tạo bồi dưỡng phụ huynh nữa, đúng không ạ? Đấy, thế thì là cái câu hỏi thứ nhất là anh Tuấn muốn thầy trao đổi thêm. Cái thứ hai nữa là giải pháp kinh tế nào trong thời kỳ khó khăn đối với cơ sở mới thành lập và cơ sở chưa đủ thu bù chi. Vâng, rất nhiều cơ sở ở đây đang coi như là lúng túng và khó khăn với điều này. Vâng, xin thưa thầy.
Vâng, điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn tới một cô giáo làm quản lý của trường công lập. Thực sự hôm nay cô đã cho Phương có thêm trải nghiệm. Trong đầu Phương không nghĩ là các trường công lập lại có những cái khó khăn như vậy, tâm sự rất là thật. Và hôm nay thấy như thế thì cũng có một cái trải nghiệm và cái cảm thông. Và điều mà Phương học thêm được cái là những cái khó khăn mà cô trải qua nó không chỉ là bài học cho cá nhân Phương, mà Phương tin rằng ngồi đây nhiều những thầy cô chúng ta cũng sẽ thêm vững hơn một niềm tin. Và cái khó mà những năm vừa rồi cô trải qua được thì Phương tin rằng là những cái khó khăn trước mắt đối với cô chắc cũng sẽ chỉ là tạm thời. Làm giáo dục luôn luôn là như vậy. Nó luôn có những cái trải nghiệm mà nếu ta không trải qua, ta không tin. Hương nói với các thầy cô một cái chi tiết như vừa rồi cô Hương nói là hôm qua là ngày mưa tầm tã, hôm nay là ngày đẹp trời. Đâu đó có thể nó đến từ cái tâm cầu học của mấy trăm con người ngồi đây. Không loại trừ điều đó. Bởi vì có những câu chuyện nó còn vi diệu hơn. Cách đây 3 năm khi mà Phương vào trong Đà Nẵng chia sẻ với một trường khoảng 1.500 học sinh, trường đó là trường điểm, học sinh cấp 1, cấp 2. Và nguyên hai cái tuần đó mưa to cực kỳ luôn. Và cái cô Vân ấy, cô nói với cái thầy Hoài ở trong đó là thầy có tổ chức hay không? Thì thầy Hoài nói là vé thầy Phương mua rồi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng rồi, thôi cứ tổ chức. Thì cô Vân nói là vậy thì có thể làm một cái bạt để che cho các con được không? Tính đi tính lại thì không bạt nào có thể che được cả. Thế mà hôm đó Phương nhớ Phương bay vào lúc cái sáng sớm, vì bay Đà Nẵng có nhiều chuyến. Bay vào hôm đó sớm và khi đến nơi thì trời vẫn lất phất mưa. Lên phòng và cô hiệu trưởng lại nói đúng cái việc đấy vào. Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp thì Phương nói là thôi cứ tùy duyên thôi. Nhưng mà cái điều rất đặc biệt là khi mà chia sẻ cho các con ở ngoài trường ấy, thì lúc ấy trời tạnh. Và đến tầm khoảng, Phương nhớ là khoảng chia sẻ khoảng 1 tiếng rưỡi thì còn có ánh nắng bật lên nữa. Sau đó thì chia tay học trò vui vẻ lên phòng thầy cô hiệu trưởng ngồi cảm ơn và uống nước xong thì Phương lại có một chuyện phải bay về để buổi chiều có một cái chương trình ở ngoài Hà Nội. Nhưng một cái điều ngạc nhiên là vừa mới lên xe đi được khoảng tầm hơn 1 cây số, hôm đó là có hai anh, một anh tên là anh Nam và một anh là anh Hoài như Phương vừa nói, thì trời mưa. Mà mưa cái gạt mưa ấy, quý vị tưởng tượng cái gạt mưa của ô tô nó gạt mà còn không nhìn thấy được. Mà mưa tới mức mà Phương ra đến tận phòng chờ lên máy bay thì cái trên cái đường mà lên máy bay ấy, là cái xe ô tô nó chở từ cái nhà ga mà chở ra máy bay ấy. Từ ô tô mà bước vào máy bay nó chỉ có 3 mét mà ba cái ô to che, nhiều người vẫn ướt. Lên máy bay rồi ngồi nhìn xuống chờ máy bay cất cánh vẫn thấy trời mưa. Thật sự đấy là một cái điều mà Phương rất thấy là ngạc nhiên và cảm động. Còn nhiều những câu chuyện nữa. Gần đây cách đây có khoảng 1 tháng, hôm đó tổ chức trại hè cho học sinh ở trong thành phố Vinh. Hôm đó là sự phối hợp của Liên đoàn Lao động thành phố Vinh kết hợp với Lữ đoàn 80 và Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức tổ chức cho mấy trăm bạn học sinh học một cái ngày trại hè. Thì trước hôm đó nhiệt độ ở Vinh lúc đó cũng như ở cả toàn quốc là nóng nhất. Buổi chiều hôm đấy mưa tầm tã, mưa đến tận 8-9 giờ và nguyên ngày hôm sau nhiệt độ dưới 30 độ. Thật sự là những điều mà nếu bình thường không cắt nghĩa được. Cho nên Phương vẫn muốn truyền tải một cái thông điệp với các thầy cô là khi chúng ta gánh vác cái sự nghiệp này, nếu chúng ta làm toàn tâm toàn ý, Phương luôn có một niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Cho nên câu hỏi của thầy lúc đầu tiên, thầy hỏi về cái việc là Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức làm gì, thì nhân tiện đấy cũng muốn chia sẻ với các thầy cô là có những thứ phải luôn luôn được vun bồi. Người xưa nói là 3 ngày không đọc sách mặt mũi trông khó coi. Cho học tập cũng phải như vậy. Thì vì như vậy cho nên ở Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức luôn có những lớp học online, offline đều có. Và như cô vừa nói là không chỉ dành cho các thầy các cô lãnh đạo mà có cả các thầy các cô là những người giảng dạy trực tiếp. Đồng thời có cả những buổi tọa đàm chia sẻ
với phụ huynh học sinh về phương pháp giáo dục con cái. Nhân đây cũng bật mí cho các thầy cô là các thầy cô trong lãnh đạo trong hệ thống có một cái bí kíp lắm. Trước khi mà họp phụ huynh là bao giờ cũng mời các thầy cô trong ban cố vấn của hệ thống về chia sẻ với phụ huynh. Và hơn một tiếng chia sẻ với phụ huynh thì toàn bộ những cái thông điệp mà họp phụ huynh các thầy cô bao giờ nhắn lại là không hiểu sao mà cái gì phụ huynh đồng ý thế. Vâng ạ, chừng nào người ta hiểu chuyện. Nói thật với quý vị, nói phải cô gái nghe, nếu chúng ta truyền thông không đúng và đặc biệt là nếu chúng ta làm không thật, một đồng của họ đừng có nghĩ là chúng ta lấy được. Nhưng nếu chúng ta làm tốt và nếu chúng ta thực sự mong muốn tốt cho con cái của họ, xin thưa với quý vị, cả triệu đồng cũng nhẹ. Cái đó không có trải nghiệm. Và nhân đây là nói nữa để trong cái bài toán về quản trị của chúng ta là phải có sức mạnh cộng đồng. Mỗi người mà bỏ ra một đồng thì 1.000 người chúng ta đã có 1.000 đồng rồi. Và họ lại bỏ ra với cái tâm lượng tốt thì lại càng câu chuyện như thế. Có những điều không bao giờ tin thì là sự thật. Ở trong Huế, cái ngôi trường thứ 17 của hệ thống, quý vị có biết nó đến từ đâu không? Một người, một gia đình ở bên Mỹ, Việt Kiều bên Mỹ, gia đình đứng trên bờ vực thẳm, thì người vợ được học đạo lý. Đương nhiên lớp học này tổ chức, và sau này nói nữa là tất cả các lớp học hiện nay hệ thống đang tổ chức là free of charge, miễn phí toàn bộ. Cô này là Diệu Hương, cô Liên Hương và anh chồng tên là Bình. Khi tham gia học tập, lúc đó gia đình cô đứng trên bờ vực thẳm, chồng ngoại tình, con cái lớn rồi khó dạy. Nhưng cái lớp học đấy là lớp học là làm mẹ thế nào và làm vợ thế nào. Cô đấy thay đổi. Tất cả những cái chuyện của chồng cô đấy gần như không thể hiện với chồng là mình biết, mặc dù biết tất cả từng chân tư kẻ tóc. Vai trò của làm vợ và làm mẹ vẫn bình thường, thậm chí còn tốt hơn. Và điều này làm cảm động người chồng. Sau này chính người chồng là người thay đổi. Nói chồng quỳ trước vợ mà xin lỗi là câu chuyện nghe nó kinh khủng, nhưng đấy là câu chuyện có thật của cái cặp vợ chồng sống ở Mỹ mấy chục năm này. Và sau này cô cảm động cho nên cô phát một cái là có đất ở trong Huế, cô nói là xin hiến tặng cho hệ thống và còn đầu tư để xây cái ngôi trường trong đó, với mong muốn rằng nhiều những người con em ở Huế được học tập đạo đức văn hóa truyền thống. Thì thưa với các thầy cô là trường đã xây dựng xong rồi. Nếu như không vì những lý do mà cái quy định mới của nhà nước về phòng cháy cháy thì chắc trường đã đi vào hoạt động từ cách đây mấy tháng rồi. Nhưng đây là một cái câu chuyện thực tế, nói thì các thầy cô hiểu ngay. Bây giờ có những quy định khắt khe hơn cho nên gặp khó khăn hơn, nhưng cái việc đó cũng đang là tạm thời bởi vì đã có giải pháp rồi. Và đấy nhân tiện nhân câu chuyện đó mới nói với các thầy cô rằng cái sức mạnh đôi khi nó đến từ những điều mà chúng ta tưởng chừng như không thể. Khi mà tổ chức cái lễ tri ân đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế, gia đình cô đó có 70 người tham dự, 11 người từ Mỹ trở về, có những thầy giáo dạy toán tại Mỹ cũng về. Và khi dân xong phải nói rằng đời tôi làm giáo mục 30 năm chưa khi nào chứng kiến một cái buổi lễ mà nó ý nghĩa như vậy. Còn ông bà cha mẹ của cái đoàn hôm đó, cái cô Liên Hương thì chuẩn như vậy. Thế nhân tiện để muốn nói chi tiết này, như một cô tư một cô cũng trong lớp đã chia sẻ là khó khăn, đương nhiên là có. Và khó khăn nó không dừng lại. Tại sao lại phải nói như vậy? Không có thời gian để chia sẻ với quý vị đạo lý, nhưng chỉ nói cái này. Người xưa vẫn dạy là trong cuộc đời của chúng ta chỉ có 2-3 phần như ý, còn phải có 6-7 phần bất như ý. Đấy chính là lý do mà sau này chúng ta phải dạy dỗ con cái là phải làm sao? Phải có nghị lực, phải có năng lực kiềm chế và phải biết chịu khó chịu khổ. Thì sao là chúng ta vượt qua được chứ? Bây giờ chúng ta cũng phục biến con của chúng ta trở thành công chúa hoàng tử. Chúng ta cũng phục biến những cậu học sinh cô ấm, cậu ấm cô chiêu để chúng ta phục vụ người ta đấy chứ. Đấy là chúng ta làm hại con. Nếu tôi đang giáo dục phải hiểu rằng yêu thương con không đúng cách là ngược đãi con. Thế nào là không đúng cách? Biến cái tủ lạnh của mình trở thành cái siêu thị, đó là không đúng cách. Biến cái dạ dày của con lúc nào cũng nằm ngang thì đừng có nói với con là tại sao không chịu ăn.
Các cụ dạy là cơm có bữa, chợ có chiều cơ mà. Cái con sinh vật, cái loài, bất cứ một loài sinh vật nào đó, cái việc ăn để tồn tại chúng còn biết. Không có lý gì một loài sinh vật cao cấp nhất mà lại không biết ăn để sống. Đơn giản là bởi vì chưa đói. Còn chừng nào con chúng ta đói, xin lỗi, rau, đậu, thịt hay cái thứ gì đó ăn được là ăn. Không phải rong ruổi bây giờ một người giúp việc cứ cầm cái bát kè kè, siêu thị cũng vậy, hay chúng ta nhìn ở chung cư cũng thấy, chúng ta nhìn ở phố cũng vậy, đi nguyên một giờ may ra mới cho ăn được một buổi. Sai rồi, làm sai hết rồi. Hiểu chuyện thì mọi thứ trở nên bình thường. Nếu bất cứ trường nào các thầy cô cũng phải truyền tải thông điệp đó với phụ huynh, là phụ huynh có đồng ý phối kết hợp với nhà trường không để dạy các con không? Còn quý vị đói một ngày, đói thậm chí hai ngày, thứ nhất là không chết, thứ hai cũng không thể suy dinh dưỡng, nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn, hệ tiêu hóa từ đó sẽ được kích hoạt, hệ miễn dịch cũng từ đó mà được kích hoạt. Đừng tưởng rằng cứ ngày ngày bón cho con hệ tiêu hóa tốt, không có đâu. Đừng tưởng rằng con đang ăn dặm mà không cho ăn dặm, con đến độ ăn cơm rồi mà vẫn cho ăn cháo là tốt, không tốt đâu. Bộ máy tiêu hóa cũng từ đó mà bị suy nhược. Có những đứa trẻ ngày nay lớn rồi mà không biết nuốt, cứ ăn cái thứ gì là hóc, là bởi vì cái quá trình nhai nuốt cái cơ nó có làm việc đâu. Chúng ta cứ thử nghĩ xem có phải không. Cho nên nói đi chúng ta lại phải nói vòng trở lại, muốn có được sự phối hợp của các phụ huynh thì họ phải hiểu chuyện, và họ phải thấy cái mục đích của chúng ta và mục đích của họ là giống nhau. Còn chừng nào họ nói rằng con tôi gửi vào đây tôi trả tiền, phải chăm con tôi, phải cung phụng con tôi, sai rồi. Phải cùng nhau phối hợp để dạy con tôi trở thành một người có nghị lực, có ý chí vượt qua khó khăn, có năng lực làm việc, có thái độ tốt. Đó mới là bản chất của giáo dục. Cho nên nhiều khi chúng ta là người hiểu chuyện thì chúng ta đôi khi còn phải làm thay đổi thái độ tư tưởng của phụ huynh, thì chúng ta mới mong phụ huynh người ta thay đổi và cộng đồng giúp chúng ta. Còn chừng nào họ còn cảm thấy rằng các cô làm sướng, các cô có lãi, các cô cái thứ A, thứ B, thì một đồng họ cũng không bỏ ra. Nhưng chừng nào họ thấy rằng đồng tiền bỏ ra là đáng, bởi vì chúng ta đang đầu tư cho của để dành, thì xin thưa với quý vị, không phải chỉ là tiền bạc, mà thời gian họ cũng làm, mà họ còn toàn tâm toàn ý. Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức từ 2014 đến nay gần 10 năm rồi đã chứng kiến vô cùng nhiều câu chuyện như vậy. Cho nên cái điều mà thầy vừa hỏi lại phải nói trở lại là học tập là đương nhiên. Hệ thống hiện nay có các lớp học hàng tuần, hàng ngày, nhiều chủ đề. Ai quan tâm với chủ đề nào đều có thể tham gia học tập. Nhưng đương nhiên nó phải có nguyên tắc. Ví dụ chúng ta vào học tập, những quy định của hệ thống chúng ta phải tuân thủ. Tất nhiên không có gì ghê gớm cả. Ví dụ trang phục học tập phải chuẩn, học mở cam, phát biểu, nói không những cái nội dung không liên quan tôn giáo hay là những cái hoạt động chính trị, không comment, chỉ tập trung vào những điều mà hệ thống giáo dục mong muốn thì chúng ta được ngoài cặp. Và việc này nếu các thầy cô mong muốn thì hôm nay có thầy Cần, có cô Hương, có cô Mến, có các thầy cô hoàn toàn có thể chia sẻ với quý vị cái đường link để học tập là cái gì, và nội dung học tập của những buổi hôm đó làm sao. Cái việc này lại nói lại là hoàn toàn miễn phí. Thậm chí các thầy cô muốn sách, hệ thống giáo dục của Khai Minh Đức sẽ tặng sách các thầy cô. Các thầy cô muốn những cái tài liệu mà đã được dịch thuật cũng sẽ tặng các thầy cô. Nhưng chỉ có một điều kiện là sách không tiếc. Nhưng chỉ tiếc rằng nếu quý vị được tặng mà sách để trên giá. Đấy là sự thật và đấy là tâm sự rất rất thật. Đi đến đâu Phương cũng nói, tặng bao nhiêu cuốn sách không quá quan trọng. Ví dụ vừa rồi in 5.000 cuốn Những Tấm Gương Đức Hạnh Việt Nam, 350 tấm gương điển hình từ trước đến nay, từ cổ chí kim, từ Bắc vào Nam, từ những nhà lãnh đạo hay những người bình thường nhất, thì đã tái bản lần thứ hai và hiện nay sách vở vẫn còn. Nếu như thầy cô nào mà chúng ta mong muốn mình đọc, thầy cô giáo của mình được đọc, phụ huynh được đọc, hệ thống sẵn sàng tặng. Ban đầu có thể mỗi một trường tặng một hai cuốn đại diện để đọc và chúng ta để trong thư viện nhà trường. Sau này nếu chúng ta thấy hay, hoàn toàn có thể tặng thêm chúng ta. Nhưng đó, nói đi lại nói trở lại là dứt khoát chúng ta trân trọng. Bởi vì đây là những con người thật sự trọng. Và sau này còn tái bản nhiều nữa. Mong muốn của chúng tôi là có tới hàng ngàn những tấm gương. Bởi vì cũng phải thưa thật với quý vị là nói dài hơn ra một chút.
là lịch sử của chúng ta có những điều vô cùng tuyệt vời, nhưng cũng có những thứ mà vì đặc thù nó thiếu đi cái thêm mà lưu truyền, bởi vì có những thứ chúng ta bị mai một, nhưng những câu chuyện hay, những điều cảm động thì từ xưa nay vẫn có. Nói một ví dụ thực tế mà gần đây nhất cũng làm cảm động rất nhiều người, đấy là nếu chúng ta nghe lịch sử ngày xưa, chúng ta nghe đến câu chuyện của Triệu Hiếu và Triệu Lễ, người Trung Quốc, là những nhân vật mà vì nhau, anh có thể chết thay em có thể chết thay anh, đi bắt, cướp bắt người anh gầy gò mưu yếu, ông em đến trại nói bắt sai người rồi, nếu mà khỏe mà béo tốt mà ăn thịt ngon phải là tôi, không phải là ông anh tôi, cho nên bắt tôi đi. Người anh nói không phải, cái việc này là anh chịu, số anh chết em về. Chúng ta tưởng rằng đấy là câu chuyện của họ và không có chúng ta, nhưng gần đây nhất cái nhân vật mà Phương nói từ đầu ấy, phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Võ Kỳ Anh ấy, ông nói rằng ngày nay ông có mặt trên cái cuộc đời này đó là nhờ câu chuyện của những năm về trước. Ông nội của ngài chính là người em trong một gia đình có hai anh em cùng thời với Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, và khi làm công tác cách mạng khởi nghĩa thì bị Pháp bắt, 40+ người này bị bắt và tử hình hết. Nhưng có một cái vị hồi đó làm cho Pháp và là người Việt lấy nhau rồi không có con, nói với công quan Pháp là cho con tha chết cho một người để con làm phúc. Và quý vị biết trong cái lễ bốc thăm may rủi 40+ người có một người được sống, thì hai anh em nhà thầy, người anh bốc được người sống. Người anh kéo em vào và nói anh đã có vợ, anh đã có con rồi, chú chưa có gia đình, chú còn sống. Và câu chuyện người anh đã nhường cái sự sống cho người em. Và mới có câu chuyện sau này, ngài Nguyễn Võ Kỳ Anh mà là hiệu trưởng trường đại học của trường cao đẳng và mẫu giáo trung ương và trung tâm tự của quý vị đấy. Đấy là câu chuyện người thật tuyệt thật của Việt Nam. Và nhân đây kể câu chuyện để chúng ta thấy rằng là chúng ta có vô cùng nhiều tấm gương, hiện nay đang sưu tập 350, sẽ còn sưu tập nhiều nữa và sẽ gửi tặng cho chúng ta để con cái của chúng ta đọc và có cảm nhận, để bản thân chúng ta đọc có thêm niềm yêu và có thêm sự tự tin rằng đâu đó tấm này vẫn có rất nhiều những con người tốt, vẫn có rất nhiều những câu chuyện để chúng ta đáng học tập. Và học tập nó là như vậy, không chỉ học tập cái này, học tập về phương pháp dạy hệ thống cũng làm, học tập về kỹ năng cho các thầy cô, bởi vì các thầy cô là những người đứng lớp, không thể không có năng lực thuyết trình, không thể không có năng lực giao tiếp. Những buổi đó vẫn dạy, những buổi đó vẫn chia sẻ ngoài video clip đang lưu, mà sau này có đầy đủ điều kiện. Tôi phải nói rất thật là hệ thống không từ chối nếu như mà bố trí được thời gian để tới giúp đỡ không chỉ tất cả chúng ta ngồi đây và thậm chí từng môi trường cũng như vậy. Bởi vì không có quan niệm, không có sự phân biệt là trường trong hệ thống hay trường ngoài hệ thống. Không có sự phân biệt và quan niệm rằng trường ở Hà Nội hay trường ở các tỉnh thành. Bởi vì nếu có quan niệm thì xin thưa quý vị là chúng ta chả bay đi đâu đó, đã chả tới Bắc Ninh hay về Thái Bình rồi xuống Nam Định để đi chia sẻ với những trường mà lần đầu tiên trong đời đặt chân. Thật sự là có những nơi lần đầu tiên, quận Hà Đông hay cái phòng này cũng là lần đầu tiên. Nhưng Phương nói rồi, lần đầu tiên không có nghĩa là lần cuối cùng. Cho nên khi mà thầy nói đến việc phải học tập hay không, đương nhiên phải học tập. Và tài liệu thì đầy đủ cả. Có một điều này để thầy cô cũng có thêm một niềm tin nữa. Là người ta nói rằng chỉ cần bạn có tâm cầu học, một vị thầy sẽ xuất hiện. Cuộc đời Phương là một trải nghiệm. 50+ tuổi rồi, khi bắt đầu mong muốn học tập tiếng Trung, tìm hiểu tài liệu và có những vị thầy giúp đỡ. Thậm chí có những vị thầy cách đây 2 năm, Phương nói thật, trong đời không bao giờ nghĩ đến. Thầy ở New Zealand, thầy đã từng là giáo sư, thầy là người Trung Quốc gốc Việt và bây giờ đang sống ở New Zealand. Năm 1974, thầy đã là người viết 2 cuốn sách, hồi đó nhân lời mời của 2 vị giáo sư trường sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hồi chưa giải phóng, mời dạy cho sinh viên ở trong trường đó, thì thầy viết 2 cuốn sách và cuốn ấy chưa được in. Thế mà tình cờ đọc trên mạng thấy hay quá, liên lạc cuối cùng thầy nói rằng 2 cuốn sách này tôi viết nhưng chưa in. Tôi nói là thầy để con là sẽ là người đánh máy cuốn sách này, và nếu thầy cho phép con sẽ in và tặng cho tất cả những người yêu tiếng Trung được học tập miễn phí. Thì thầy nói là nếu anh làm được điều đó thì còn gì bằng. Và một cái vị sinh năm 1940
năm nay đã 84 tuổi rồi, còn chụp từng tờ một trong 300-400 sách gửi cho Phương. Và mỗi mỗi điều thầy đều nói với một cái tâm trạng mà Phương nói thật, còn phải theo dài mới học được cái tâm đức của thầy. Khi mà thầy nói rằng anh có tâm cầu học như vậy, hôm nay nhân mừng sự kiện anh học tiếng Trung, tôi xin tặng anh bộ Đại Từ Điển tiếng Trung 10 cuốn. Khi Phương gửi cái đấy lên, con trai Phương đọc lộng không? Và nếu quý vị nghe cái tâm sự của thầy thì thấy là cái tâm lượng thầy cỡ như thế nào. Thầy nói anh có biết rằng cuốn sách này bây giờ dễ, nhưng trước đây mấy chục năm anh có biết rằng tôi đã cất công tìm cả năm trời mà không mua được. Bỗng có một ngày có hai vị, một vị là giáo sư người Trung Quốc và một vị nữa đến nhà tôi chơi. Họ sồng sọc, thầy dùng cái từ tiếng Việt chưa thành thạo lắm, theo cái ngôn ngữ bây giờ thầy nói là họ sồng sọc vào phòng tôi và ngó thư viện, sau đó quay ra một người nói với người kia là hỏi vị giáo sư này xem có cái gì cần phải bổ sung trong cái thư viện này không. Thì ngài nói rằng tôi tìm cái cuốn Đại Từ Điển mà tìm mãi không thấy. Vị kia quay sang vị giáo sư nói anh làm thế nào trong vòng 2 tuần tìm và gửi cho giáo sư bộ này. Và thầy nói là tôi tưởng họ nói đùa, nhưng quả thật 2 tuần sau tôi nhận được Đại Từ Điển gồm 10 cuốn như vậy. Và anh có biết không, sau này tôi mới biết rằng đi với vị giáo sư kia là một vị bí thư của một tỉnh lớn ở Trung Quốc đại. Nói như vậy để chúng ta quay trở lại câu chuyện là cái thứ mà quý như vậy, nhưng khi thầy thấy mình có sát quyết, mình mong muốn, thầy vẫn dành được. Thầy nói là ngày xưa toàn bộ cái này của tôi cũng chưa biết hiến tặng cho ai, nhưng hôm nay tôi đã tìm ra một người để có thể mong muốn được tặng rồi. Thực sự là vô cùng cảm động. Cho nên hôm nay có lời hỏi và cũng sẽ có lời mời từ hệ thống. Nếu các thầy cô của chúng ta thực sự mong muốn học tập, thực sự mà muốn trường của mình trở thành ngôi nhà hạnh phúc, hãy tham gia vào việc học tập của hệ thống. Và Phương có một niềm tin rằng chắc chắn các thầy cô sẽ gặt hái được ít nhiều. Lấy dạy lịch sử là một ví dụ. Xin thưa với các thầy cô, khi mà nghỉ dịch, hệ thống hồi đó ngoài tài trợ cho các thầy cô thì có một mong muốn là đây là giai đoạn học tập để hoàn thiện bản thân. Và trong đó có một cái buổi học lịch sử hàng tuần. Và tại buổi học lịch sử đó bây giờ vẫn còn ghi lại một số thước phim ở trên video clip. Nếu quý vị thử vào nghe thử một buổi, quý vị sẽ thấy là chưa có buổi học nào mà không có nước mắt. Các thầy cô khi học lịch sử mới thấy được rằng cái tâm tri ân cảm ơn của mình đối với quốc gia, đối với những người mà đã xả thân, đối với những người mà dành cho chúng ta cuộc sống độc lập này lớn cỡ như thế nào. Tại những buổi học lịch sử, có những buổi hệ thống đã mời được những vị thầy, mời được những con người tâm lượng tới chia sẻ mà không vì cái gì. Chúng ta nhìn và chúng ta thấy những con người lái tàu không số như anh Hùng, Phạm Công Hào, hay rồi gần đây nhất Phương gặp Trung tướng Phạm Tuân. Ông nói rằng nếu cái chương trình của em hay như thế, 22 tháng 12, anh, mặc dù ngài 70 tuổi rồi, nhưng nói anh cho nó trẻ, bởi vì ông quá là khỏe mạnh. Ông nói rằng cơ hội này hoàn toàn có thể chia sẻ với hệ thống. Và nói như vậy thì chúng ta quay trở lại câu chuyện là học tập nó không chỉ dừng lại kiến thức mà nó còn có cả thế giới quan và nhân sinh quan của ta. Như vậy chúng ta càng có thêm một niềm yên và chúng ta càng thấy được cái sứ mệnh của mình là lớn lao cỡ nào. Trở lại với câu hỏi thứ hai, thật ra câu hỏi này nó mang tính thời sự và Phương cũng hiểu là người mà làm kinh doanh và đã từng khởi nghiệp, Phương rất hiểu cái tâm trạng. Và ở đây thì Phương chỉ muốn chia sẻ với cái kinh nghiệm. Thực ra khi chúng ta làm một điều gì thì chúng ta đều phải có một cái sự dự chủ. Và nếu chúng ta làm giáo dục thì Phương chỉ có lời khuyên là chúng ta tốt nhất ấy, hạn chế tối đa việc dùng vốn vay. Đấy là sự lời khuyên thật sự. Cái điều thứ hai là chúng ta cần phải làm từ từ, không nóng vội và không theo kiểu là nó gọi là gì? Vung tay quá chán à? Bởi vì như thế chúng ta sẽ gặp khó khăn trồng chất khó khăn. Người ta nói rồi, trong cái rủi nó có cái may, nhưng trong những thúc luận, những cái lúc thuận lợi thì phải nghĩ đến lúc khó khăn. Nếu chúng ta từng bước một mà chắc chắn thì được. Và trong cái điều này Phương nghĩ là không người nào mà kinh nghiệm mà làm tốt hơn trong hệ thống là thầy Cần ở đây. Cho nên nhân tiện đây mời thầy Cần đứng lên để cùng chào tất cả mọi người. Và sau này có cơ hội, những ai đó mà mong muốn lập dự án, mà mong muốn tính cái chuyện gọi là trong thuật ngữ gọi là P&L, Profit and Loss,
Và cũng bật mí với quý vị, thầy cần là những người mà mua của người chán và đem về nhà để dùng. Đấy là cái điều mà đã hỗ trợ và giúp cho hệ thống rất nhiều trong cái việc đầu tư cơ sở vật chất ban đầu. Vì có những thứ đối với họ là những thứ rách nhà, thì với chúng ta là những thứ có thể dùng được. Và trong những giai đoạn chúng ta khởi nghiệp, trong những giai đoạn mà chúng ta mà còn đang khó khăn, thì đừng vì cái danh hão, đừng vì cái sự oai mà chúng ta đầu tư không đúng. Bởi vì suy cho đến cùng, chúng ta cứ hiểu mà xem, cái chất lượng giáo dục nó mới là quan trọng, cái con người làm giáo dục nó mới là quan trọng. Những cái thứ kia nó chỉ là công cụ thôi. Trường mà có sạch như sách hạt năm sao mà thầy cô không ổn, thì nói thật với quý vị, no meaning, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng cho dù là lớp học tại nhà, thì chúng ta thấy không, Khổng Tử 3.000 môn đồ, 72 thánh nhân hiển nhân cũng đi ra từ đó mà. Trở lại với Việt Nam, Chu Văn An, hai vị có một điều vô cùng đặc biệt, đều được xưng tôn là vạn thế sư biểu, người thầy của muôn đời, Khổng Tử và chúng ta là Chu Văn An. Tại cái vùng cạnh sông Tô Lịch, ngài cũng có tới 3.000 môn đệ, và sau này cũng có những nhân vật mà làm những vị quan trung thần, đức độ. Vậy thì đâu phải đến từ cơ sở vật chất, nó đến từ tâm lượng của người thầy. Đương nhiên là khi tâm lượng đã tốt, mà cơ sở vật chất tốt, mà điều kiện tốt, thì còn gì bằng. Nhưng chúng ta thấy cái gì cần phải cho nó cần, và cái gì đủ phải cho nó đủ, không được làm ngược lại. Khi tâm lượng của mình còn chưa đủ, khi mà các thầy cô còn chưa cùng với chúng ta là một thể, mà chúng ta lại tập trung vào những thứ hào nhoáng hình thức bên ngoài, đấy là bị sai. Còn trong quá trình làm thì như Phương vừa chia sẻ là phụ thuộc vào quy mô. Lúc đó chúng ta có bài toán tính toán để làm sao cái quan trọng nhất mình phải thực hiện được, đừng vì cái lý do khác nhau mà gây những sức ép không có. Ví dụ như Phương không bao giờ đồng ý và không bao giờ ủng hộ cái việc là mỗi một thầy cô giáo trong trường lại phải nhận chỉ tiêu là tuyển được bao nhiêu học sinh. Something wrong. Cái đấy không phải là nhiệm vụ của thầy cô. Nhiệm vụ của thầy cô là một học sinh đến đây cũng phải dạy cho tốt, 10 học sinh cũng phải dạy cho tốt, và cũng phải dạy như thế. Đó mới là bản chất. Cho nên phải rất rõ điều này. Nếu không chúng ta sẽ biến cái trường học nó không còn là trường học nữa. Cho nên là câu hỏi của thầy thật sự đúng là cái câu hỏi thời sự. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn được vào, chúng ta sẽ thấy là đều có giải pháp. Tôi vừa nói rồi, 200 phụ huynh mà toàn tâm toàn ý, nói thật với quý vị, nhẹ như lông hồng. Nhưng nếu như mà họ không toàn tâm toàn ý, quý vị có bỏ tiền bỏ của ra cũng có được ghi nhận đâu, cũng có được đánh giá cao đâu. Cho nên tất cả nó chỉ trong một ý niệm. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Chúng ta ngồi đây tất cả đều có một cái sứ mệnh chung, tất cả đều hướng tới tương lai. Bây giờ vấn đề chỉ là giải pháp, vấn đề chỉ là mình có thật sự quyết tâm hay không. Nếu mình quyết tâm thì khó khăn như cô Công Lập nói sẽ vượt qua, và đâu đó còn nhiều khó khăn nữa. Khó khăn mà vượt qua thì mới thành tựu chứ. Chúng ta có đồng ý với nhau như vậy không ạ? Còn nếu như mà tất cả những cái khó khăn mà chúng ta không trải qua, chúng ta luôn luôn sống trong điều kiện đầy đủ, một ngày xấu trời nó xảy ra thì chúng ta tự chết. Cái con nhộng mà nó muốn biến thành con bướm, nó phải có một quá trình vận động, phải giảm cơ thể và phải mọc các cánh thì mới bay được. Nếu chúng ta là những người mà tưởng chừng như chúng ta làm việc tốt, chúng ta bảo thôi tôi cắt cho anh khỏi phải chui ra cho mất thời gian, và nó ra nó cũng tự chết. Thì quá trình mà chúng ta vượt qua khó khăn, quá trình mà chúng ta vận động, quá trình chúng ta trải nghiệm, đấy là quá trình chúng ta lớn mạnh, thì mới không ai đánh bại được chúng ta. Và thì chúng ta mới thấy rằng mọi thứ đều mới chỉ là thử thách, không có gì là thất bại cả. Dạ, xin cảm ơn các thầy cô. Dạ, mời các thầy cô, chúng ta còn câu hỏi gì nữa không? À vâng, dạ, mời Bích gửi cho cô. Dạ. Cô có thể lên đây để quay xuống. Dạ vâng, xin các thầy được đây ạ. Vâng, hôm nay cũng là một cái cơ may rất là lớn, vì là em được biết đến Thái Minh Đức khá là lâu rồi, và cũng có một cô bạn cũng đang là
cơ sở của Thái Chí và cô Quý ạ. Vâng, như hôm nay lại rất là vinh dự được biết thầy Phan Trung Phương. Vâng, thì em chỉ có một chút chia sẻ thôi, không có câu hỏi gì với thầy. Cũng rơi rất là nhiều nước mắt rồi và cũng được biết đến cái mô hình của Khai Minh Đức. Thì đầu tiên thì em cứ nghĩ là nó là một cái gì đó về truyền giáo. Sau đó thì tìm hiểu và thực sự bạn mình cũng làm ở đó và được trải nghiệm và cũng được bạn chia sẻ rất nhiều. Thì cũng biết được và cũng điều phù hợp với học sinh và với phụ huynh của mình. Và cũng chia sẻ với các anh chị trong tư thục. Em là người làm tư thục từ năm 2005. Và cũng biết ơn và tri ân rất nhiều ban lãnh đạo và từ các lãnh đạo của phòng giáo dục quận Hà Đông. Và tri ân rất là nhiều và được rất nhiều các buổi từ tập huấn, từ tọa đàm, từ chia sẻ của rất nhiều giáo sư tiến sĩ. Mà điều đấy thì không phải ở quận nào, phường nào và thành phố nào cũng làm được. Nên là bọn em cảm thấy là đây là điều tri ân thật sự chứ không mang tính lý thuyết hay là nói ở hội trường cho hay. Và hôm nay thì thực sự là ngạc nhiên và không nghĩ là chỉ là nghĩ là một buổi tọa đàm về một môi trường và được ghi chép và được mang những hình ảnh xanh, an toàn, thân thiện sau đó về để áp dụng cho môi trường mình. Nhưng không ngờ là lại được có những cái buổi tọa đàm như thế này. Và một trải nghiệm thật sự là như thầy nói thì mình tin điều đó sẽ đến. Cái mà việc mà mình thực sự khó khăn ấy, thì không phải chỉ một mình cơ sở em đâu. Thì có thể là các cô công lập thì có cái khó khăn của các cô công lập, tư thục thì lại có cái khó khăn của tư thục. Thì như các thầy thì các thầy làm bên tư thục và có một hệ thống, thì đương nhiên những cái giải pháp về kinh doanh, những giải pháp về kinh tế thì nó có thể nó có những cái chiều hướng mà nó sẽ có nhiều con người. Vâng, có nhiều con người, còn như bọn em thì nó là đơn phương. Đôi lúc có những cái khó khăn, nó là nhỏ thôi nhưng với một mình gánh vác thì đương nhiên nó sẽ rất to. Nhưng với một niềm tin và với một cái tâm, có lẽ là em chia sẻ ở đây thì mọi người không tin. Nhưng cơ sở em là hiện tại em vẫn đang cho trẻ ăn với 25.000. Vâng, nhưng học phí thì em lại thu được cho con rất cao. Và hoàn toàn minh bạch trong tất cả. Và đến giai đoạn này thì thật sự là có những cái chia sẻ mà có những bạn năm nay là con vào đại học, mẹ vẫn gọi điện, chị ơi giúp em, gọi điện và chia sẻ với con một vài điều bởi vì tuổi con đang phát triển. Vâng, thì những cái điều đó thì thật sự là không phải nó mình ngày một ngày hai đâu ạ, mà trong nhiều điều. Và có một điều nữa về cái mà thầy nói thì có thể là phải trải nghiệm, giống như việc mà hôm nay em tổ chức việc gì, em tin việc đó nó sẽ thành công. Giống như thầy nói, em có trải nghiệm rồi. Và từ 2005 giờ, tất cả các sự kiện của em chưa bao giờ bị trời mưa. Mặc dù có thể trước đó mưa, sau đó mưa, nhưng trong lúc em tổ chức chưa bao giờ mưa. Đó là... Đã, rất là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là được phụ huynh thật sự là bằng những cái lời mà khi mà họ có con tốt nghiệp hoặc là họ có con ra trường, thậm chí là con đi học rồi, sau đó chờ những cái ngày tri ân để đến cho con dành tặng những cái bó hoa gửi đến những cô giáo. Và những cái như thầy nói, cơ sở vật chất có đẹp đến đâu, có long lanh đến đâu, với bọn em như bây giờ là cũng đang là rất khó khăn. Vì khi các bạn quay lại các bạn làm mới thì các bạn sẽ có những cái đầu tư mới. Và bây giờ như các tất cả các thầy cô ngồi đây, những người mà làm lãnh đạo ở đây đều biết là cái phương pháp truyền thông như thế nào, nó mạnh như thế nào. Nhưng với những cái khó khăn như thế thì mình trải qua như thế nào với cái phương pháp mình từ ngày xưa đến bây giờ, và với những cái bạn bây giờ bạn làm mới như thế thì mình làm như thế nào để đứng vững và đi tiếp. Thì với việc mà không phải như thầy nói là mình sẽ phải thay đổi toàn bộ và mình chạy theo giống như họ. Không, mình vẫn phải có cái căn bản của mình. Và cái cốt lõi của mình đấy là cái gì ạ? Đấy chính là con người. Và cũng thực sự cũng không được may mắn như Thái Minh Đức
là có thể qua thời gian dịch có thể thêm lương cho các cô hay hỗ trợ cho các cô. Nhưng em cũng hoàn toàn may mắn là khi đi làm lại thì không có một giáo viên nào nghỉ. Vâng, rất là tuyệt vời. Và một điều nữa, em chỉ chia sẻ thêm một chút thôi ạ. Chỉ bằng một cái mà tâm và em tin tưởng. Thì đến giai đoạn như thế này, vừa là giáo viên, vừa là phụ huynh, và bằng cái mà mình phải hiểu và phải yêu các con. Hiểu và yêu các con thì các bạn ở đây, các bạn sẽ làm được tất cả điều đó. Còn em xin cảm ơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn cô. Xin mời các chia sẻ hay các câu hỏi khác ạ. Vâng, ô tuyệt vời. Chúng ta thấy là nội dung hôm nay có những điều mà rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, mời cô. Chào Phương ạ. Em xin có một câu hỏi. Thì từ đầu đến giờ khi mà nghe cái dự giáo dục của Thanh Đức thì em có cảm nhận được cái khía cạnh cân nhắc đến quan trọng nhất là việc thực hành tư vấn đức hạnh. Thì em cũng có cái câu quan sát ở bên Thanh Đức khi mà vâng, thì em có một câu hỏi là trong số rất nhiều đức hạnh thì thậm chí có thể nói là vạn hạnh, thế thì tại sao mà Thanh Đức phải lựa chọn Hiếu Thảo là cái gốc để mà mình tin bồi? Vâng, và cái gốc đấy thì Thanh Đức đang phân định là dành cho con trẻ hay dành cho tất cả các đối tượng của Thanh Đức, con người nói chung ạ. Vâng, đấy thì cái thắc mắc của em là cái chỗ gốc của đức hạnh đấy là gì và tại sao lựa chọn gốc. Vâng, mong anh giải thích ạ. Một câu hỏi rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, có lẽ là ta phải dành thời gian để chia sẻ điều này. Như Phương vừa nói từ đầu, nếu mà quý vị để ý thì câu đầu tiên Phương vừa muốn khẳng định với quý vị như thế này: tất cả những điều gì mà hệ thống giáo dục Khiêm Đức hay bản thân cá nhân Phương chia sẻ đây, phải nói rằng đây không phải là hệ thống nghĩ ra. Tất cả những lời dạy này nó là của cổ thánh tiên hiền từ ngàn xưa để lại. Có chăng chỉ là mượn cái miệng của Phương hay đâu đó các thầy cô giáo để chia sẻ với quý vị. Và một chi tiết nữa cũng muốn chia sẻ với quý vị là có những cái đạo lý mà nó trường tồn với thời gian và không gian. Như Phương vừa nói với quý vị, nó không chỉ có cách đây 1.000 năm mà bây giờ nó vẫn có. Nó không chỉ đúng với bây giờ mà 10 năm hoặc 1.000 năm sau nó vẫn đúng. Nó không chỉ đúng với Việt Nam mà đúng với cả Nhật Bản, đúng với cả Hàn Quốc, thậm chí đúng với cả nước Mỹ xa xôi. Thì nếu quý vị để ý tinh, quý vị sẽ thấy cái câu đầu tiên Phương nói là cái gốc của một quốc gia là con người, cái gốc của con người là đức hạnh, và cái gốc của đức hạnh là sự hiếu thảo. Đó là cái gốc. Bây giờ mới trở lại câu chuyện là vì sao lại chọn cái đó. Bởi vì đã là cái gốc thì không thể không chọn, và phải chọn được cái gốc thì mới có hy vọng cái ngọn. Chúng ta có đồng ý điều đó không ạ? Lão Tử ngày xưa nói là thành cao 9 tầng bắt đầu từ đống đất nhỏ, hành trình vạn dặm khởi đầu từ bước chân đầu tiên. Ngày đầu tiên con tới trường là ngày con nhìn thấy hình ảnh gì? Kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Người ta gọi là cái lễ trao gửi con. Ngày xưa các cụ gọi là lễ bái sư. Chúng ta có nhớ câu chuyện ngày xưa người ta gọi là tầm sư học đạo. Muốn con tốt thì phải tìm thầy tốt, mà muốn tìm được thầy tốt thì phải đi tìm và phải đến gặp và trao gửi. Ngày nay ngôn ngữ hiện đại, hệ thống giáo dục Khiêm Đức gọi là lễ trao gửi. Quý vị thử tưởng tượng xem, tại cái ngày đầu tiên đi học, 20 đứa con của một lớp học đứng đằng trước, 20 hoặc nhiều hơn cha mẹ học sinh đứng đằng sau, phía bên trước là thầy cô giáo. Các phụ huynh cúi đầu, một người đại diện nói rằng hôm nay là ngày nhập đầu tiên của con cái chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đem đến trao gửi cho các thầy các cô
và trao toàn quyền trách nhiệm về việc dạy dỗ các con để các con nên người. Khi các con có mặt ở trường, mong các thầy cô giúp đỡ. Và một cái cúi đầu cung kính. Các thầy cô có biết chuyện gì xảy ra? Trong đầu đứa trẻ 2 tuổi, hàng ngày cha mẹ là số 1. Tự nhiên hôm nay nó thấy rằng ai cũng như ai. Người mà mình vô cùng tôn trọng thì hôm nay cúi đầu tôn trọng một cái người rất lạ. Trong đầu đứa trẻ nó sẽ hình thành nên một cái suy nghĩ là cái con người đứng trước mình này phải có một cái gì đó rất đặc biệt. Thì mình mà cha mẹ mình còn phải cung kính. Cái tâm kính trọng từ đó cũng có. Và một cái điều đặc biệt và quan hệ hai chiều hơn, những người làm thầy làm cô nhìn thấy những người làm cha mẹ của các con. Họ có thể là giáo sư, họ có thể là tiến sĩ, họ có thể là bác sĩ, họ có thể là chủ doanh nghiệp, mà họ cung kính trước mình. Mình không thể không làm tốt. Mình mà chưa hoàn thiện, sớm muộn phải hoàn thiện. Mình đã làm tốt rồi, phải làm tốt nữa. Cho nên quý vị thấy không, lúc đó cái trọng trách, cái vai trò của người thầy cũng từ đó mà rất khoát và quan trọng. Cho nên chúng ta thấy làm được một điều nó sẽ phát sinh điều khác. Cho nên tại sao Phương nói với quý vị là hiếu thảo phải cắm gốc từ đầu? Bởi người xưa dạy là gì? Nếu một người mà không hiếu thảo với cha mẹ mà lại hiếu thảo với người ngoài, người xưa gọi là bội đức. Người nào mà không yêu thương người thân của mình mà yêu thương người ngoài, người xưa gọi là bội lễ. Nói một cái ngôn ngữ hiện đại bây giờ, nếu bạn ở nhà mà không coi cha mẹ ra gì, mà đến cơ quan cứ nịnh sếp, mà đến cơ quan cứ nịnh thủ trưởng, gà của thủ trưởng còn đang ốm mà cũng đến hỏi thăm, đó là con người có thật hay không? Không bao giờ thật. Đó là vì danh, đó là vì lợi, không phải là con người chân thật. Nhưng ngược lại, nếu ở trong gia đình chúng ta là người con hiếu thảo, chúng ta là người biết trên biết dưới, thì chắc chắn chúng ta cứ ở ngoài cũng như vậy. Cho nên mới có đạo lý là trung thần xuất thân từ người con hiếu thảo. Cho nên mới có đạo lý là cái người mà là người con tốt thì người lãnh đạo quốc gia cũng ổn. Cho nên chúng ta nhìn thấy những cái tấm gương như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu chúng ta đọc tác phẩm Bút Sen Xanh, chúng ta sẽ thấy ngài là người con hiếu thảo thế nào. Và sau này mới có câu chuyện là vì dân vì nước, mà mới có câu chuyện mà cả thế giới, thậm chí là cái đối tượng ngược, tức là những cái lực lượng chống đối lại chúng ta, người ta còn phải kính trọng, còn phải nể phục. Và như vậy mới thu hút được những cái nhân tài mà chúng ta tưởng chừng như không bao giờ có thể thi lại được đây. Phạm Quang Lễ là một ví dụ. Ngày xưa ông là Phạm Quang Lễ, sau này ông là viện sĩ, là tiến sĩ, là cục trưởng cục quân khí, là ông Trần Đại Nghĩa, là người mà làm cho một hãng vũ khí rồi biết hợp pháp, với mức lương được trả tới hàng mấy chục lượng vàng, vậy mà tình nguyện toàn tâm toàn ý về Việt Nam với một mức lương không đồng. Toàn bộ gia tài của ông đem về là mấy tấn sách cùng với chuyến tàu mà đi cùng với bác lênh đênh trên biển vài tháng về đấy nhỉ. Những câu chuyện cảm động của ngài, thậm chí có những câu chuyện ngài cưới vợ có mấy chục đồng, không tổ chức được cái gì cả. Bác Hồ có nói với ngài điều gì quý vị biết? Ta biết anh là người giỏi và ta biết anh là người có điều kiện, nhưng nếu về đây, bác nói với cháu, cách mạng còn khó khăn, đất nước còn khó khăn, có thể chưa có lương để trả. Vậy mà vẫn tình nguyện toàn tâm toàn ý để trở về. Vì sao lại cảm hóa được như vậy? Bởi vì đức hạnh của Bác Hồ. Và chúng ta thấy không, rõ ràng có được cái bên trong thì mới có cái bên ngoài. Cho nên khi cô hỏi cái câu chuyện là cái gốc cái gì, khẳng định lại là gốc là hiếu thảo. Cho nên mới nói là con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, học trò phải kính trọng thầy cô. Đạo lý đi, chúng ta cứ tìm ở đâu cũng phải có. Còn không sẽ đưa ra một cái đứa trẻ tự tư tự lợi, sẽ đưa ra một đứa trẻ mà chỉ biết mình. Nhiều đạo lý lắm. Ví dụ Phương nói đơn giản về cái tâm tri ân cảm ơn đó. Bây giờ chúng ta cứ ngồi đây, chúng ta cứ trách con cái là nó không biết cảm ơn. Nhưng chúng ta phải hỏi lại mình xem, mình đã dạy con biết cảm ơn chưa? Nói ví dụ, bây giờ con cái chúng ta nói rằng con phải học, bởi vì nó bị áp lực đủ mọi thứ, cho nên thôi, nấu ăn để mẹ lo, làm tất cả các thứ để mẹ lo. Tưởng là tốt, đâu có tốt. Cho nên có nhiều hôm chúng ta thấy đi làm về vất vả. Mình là chủ doanh nghiệp biết bao nhiêu việc rồi, về vẫn nấu cơm. Nấu lên xong nó chê nó không ăn, mẹ bực mình, con cũng chẳng vui vẻ gì. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì nó không hiểu được giá trị của lao động.
là bởi vì nó không hiểu được sự vất vả. Còn nếu con đến tuổi phải làm, cho làm. Bác Hồ còn nói mà, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Ngày xưa quý vị ngồi đây những thế hệ 7X, Phương tin rằng 5-6 tuổi đã phải biết nấu cơm, đã phải đi làm đủ mọi thứ rồi. Thế thì bây giờ chúng ta mới thấy bình thường. Vậy thì khi con 4-5 tuổi cũng phải cho con làm việc. Và hãy nhớ phải bỏ qua cái suy nghĩ này. Đừng có nghĩ là nó làm như thế này thì thà mình làm thêm một tí cho nó xong. Nếu cứ nghĩ như thế thì con bạn vĩnh viễn không bao giờ biết làm. Cho nên lúc đầu có thể vớ vớ vẩn vẩn, chuyện bình thường. Lúc đầu có thể nói xin lỗi rửa bát còn đập vỡ bát cũng là bình thường. Thì mới có ngày tiến bộ được chứ. Ai ngồi đây mà trước khi làm thầy mà không làm thợ? Ai ngồi đây mà mạnh miệng nói rằng tôi đẻ ra nó đã biết làm hiệu trưởng rồi? Không có câu chuyện đó. Còn vấp vấp chán chê, còn vật lộn đủ kiểu mới vượt qua được. Thế thì trẻ nhỏ cũng như vậy. Chúng ta phải dạy, chúng ta phải giúp các con. Chúng ta phải cắm cái gốc. Và khi con lao động, con vất vả, con nấu được nồi cơm lên mồ hôi nhễ nhại tất cả mọi thứ, lúc đó không cần nói, chúng cũng biết rằng để có được miếng ăn đâu phải đơn giản. Chúng cũng biết là để làm ra được một thứ đâu có phải đơn giản. Thì tâm cảm ơn tri ân từ đó nó mới khó. Còn chúng ta cơm bê lên tận miệng, áo xỏ vào đến tận tay, đấy là ngược đãi và đấy là hủy hoại đi cái tâm tri ân cảm ơn. Cho nên dứt khoát phải có và dứt khoát phải trải nghiệm. Và cái đấy khẳng định luôn lại là phải làm gốc. Đạo lý đơn giản thôi. Chúng ta cứ thử xem. Câu chuyện này nói mãi mà không bao giờ cũ. Ngồi vào mâm cơm ăn bây giờ ai là người ăn trước? Đa phần là con ăn trước. Thậm chí cái gì ngon nhất ai ăn? Con ăn. Ai là người gấp cho con? Cha mẹ, ông bà. Vì cháu đít, tôn, vì thứ A, thứ B. Có những gia đình 6 người phục vụ một người. Nghe là tưởng yêu thương con, tưởng là à thôi thế này bổ, dinh dưỡng tốt cho học giỏi. Nhưng thưa quý vị, trong đầu đứa trẻ bỗng dưng hình thành một cái việc là mình là người quan trọng nhất cái nhà này. Thậm chí có những người ông nội nói là đứa nào mà đánh cháu tao như đánh tao. Thế thì xong rồi, lập tức cái tôi của đứa trẻ nó sẽ nổi lên. Cái sự lười nhác nó cũng sẽ nổi lên, sự ích kỷ vì thế nó cũng nổi lên. Cho nên nó muốn cái gì là được. Và bài toán đơn giản nhất là muốn ăn vạ là được. Muốn tìm đủ mọi cách là được. Bố mẹ không cho, ông bà. Thế là bị sai rồi. Cho nên chúng ta mới thấy không? Rõ ràng nếu mình yêu thương không đúng, mình đang ngược đãi con mà. Mình biến cái đứa trẻ mà trở thành ích kỷ. Xin thưa với quý vị, Phương vừa chia sẻ với quý vị. Phương nói với tất cả các bạn học sinh từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến tận đại học. Phương nói với các bạn ấy, kể cả sinh viên luật, mỗi một năm hơn 2.000 bạn, tôi nói rằng đừng nghĩ rằng cuộc đời sau này đều trải hoa hồng. Chỉ có hai người trong cuộc đời này là cha mẹ và thầy cô là không ganh tị với các con thôi. Còn trong cuộc sống các con phải đối mặt với nhiều thứ. Vậy nếu như mà bây giờ cha mẹ cứ trải hoa hồng suốt, bay về về như cái trực thăng suốt, nó chưa khó khăn đã nhảy bổ vào. Đến lúc nó gặp khó khăn chuyện gì xảy ra? Nhảy lâu tự tử. Chúng ta từng chứng kiến những câu chuyện đau lòng nhảy sông Hàn vì làm bài không tốt. Chúng ta từng chứng kiến có những học sinh của Hà Nội, người yêu bỏ, ra cầu Long Biên nhảy tự tử. Rất nhiều câu chuyện đó vì sao? Là bởi vì nó không chịu được khổ. Là bởi vì nó thấy rằng khổ quá. Nhưng thưa quý vị, có cái gì khổ đâu. Cái thứ đó thì đã đáng kể gì. Nhưng vì chưa có trải nghiệm và vì bao bọc, cho nên thực tế xảy ra như vậy. Cho nên nhân tiện chúng ta nói về cái gốc, chúng ta phải giải quyết triệt để. Và chúng ta cùng nhau phân tích để thấy được rằng chừng nào chúng ta phải tin vào điều đó thì chúng ta phải sẵn sàng làm. Còn chúng ta không tin vào điều đó thì làm sao mà chúng ta làm cho phụ huynh tin được. Tôi vẫn từng nói là các thầy cô không được phụ huynh kính trọng hoặc chưa được phụ huynh trọng, hãy thử nghĩ lại xem mình đã làm tròn vai chưa. Hay lấy một ví dụ, mình là cô giáo mầm non 2 đến 6 tuổi, mình nói đây là giai đoạn vàng. Mình nói tất cả mọi phát triển của đứa trẻ mình đều biết. Mình nói mọi thứ dạy dỗ mình đều làm được. Và mình làm ra một tấm gương. Có phải đâu đó chúng ta đã trở thành chuyên gia rồi không? Vậy thì phụ huynh cho dù họ có là trưởng của một bệnh viện thì nhìn trên giác độ về tâm sinh lý quản lý một đứa trẻ, họ đâu đó vẫn phải hỏi chúng ta chứ. Và chừng nào chúng ta làm được cái vai trò đó thì đương nhiên chúng ta được tôn trọng. Nhưng thực tế đôi khi có những khi bản thân chưa làm tốt vai trò đó mà chúng ta còn hạ thấp chúng ta nữa.
Tôi nói điều này hơi ngoài lề nhưng đấy là câu chuyện có thật. Tôi vẫn từng nói với các thầy cô trong hệ thống là các thầy cô nhớ, cho dù hệ thống có thể trả lương các thầy cô chưa đến mức được như mong đợi, nhưng đấy là con đường phấn đấu. Gái có công chồng không phụ, sớm muộn thì mọi thứ cũng sẽ được thay đổi. Nhưng không vì thế mà chúng ta tận thu bằng những nguồn thu không đáng có. Một trong những nguyên tắc mà hệ thống nhân thiện có các thầy cô không nói là ở trong hệ thống giáo dục của Minh Đức không có khái niệm nhận phong bì từ phụ huynh. Tôi nói rất thật. Tất nhiên đây là câu chuyện của hệ thống, bởi vì ở đâu đó bên ngoài rất khó. Nhưng Phương nói vì sao? Phương nói với các thầy cô là như này. Chúng ta phải nhớ tất cả các đứa trẻ đều được giáo dục một cách công bằng. Liệu có đảm bảo rằng khi ta nhận tiền của người A mà không nhận tiền của người B, ta phân biệt đối xử không? Câu trả lời nếu làm như thế thì khả năng cao sẽ có tâm phân biệt. Sự thật là như thế, con người là như vậy. Điều thứ hai còn nguy hiểm hơn. Hãy nhớ rằng trong mắt của phụ huynh, bất luận là vì tự nguyện hay vì ép buộc, thì hình ảnh của quý vị đâu đó cũng đã bị ảnh hưởng. Nếu chưa muốn nói là trong mắt của các con. Cho nên người ta nói là biết đủ là giàu là vì như vậy. Nếu như chúng ta vượt qua được cái thứ này, xin thưa với các thầy cô, chúng ta có thứ khác. Đây cũng lại là một câu chuyện sau này chúng ta sẽ có trải nghiệm. Người ta nói rằng trong mạng mà có ắt có, còn trong mạng mà không có tìm cầu không được. Lô hà ra lỗ hổng hết, kỳ cóp cọp tha hết. Quý vị phải tin điều đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là có những người tưởng chừng như họ không đâu có, nhưng họ lại có. Ví dụ như khó khăn mà cô vừa nói là nếu mà cô xác định là chết, xin lỗi, chắc cũng không ngồi đây để chia sẻ với chúng ta. Nhưng vì sao? Bởi vì cô quyết tâm. Và hôm nay có thêm một đạo lý nữa còn muốn chia sẻ với quý vị cơ. Tức là gì? Tích phước còn có thể cải được mệnh. Nhiều những gia đình khi biết đến văn hóa truyền thống mà bản thân mình thay đổi, mà bước qua bờ vực thẳm. Vì các thầy cô là những thầy cô giáo, cho nên Phương nghĩ là cái tỷ lệ mà gia đình hạnh phúc Phương nghĩ chắc cao. Nhưng nhìn ở bên ngoài Phương nói rất thật điều này hơi buồn. Nhưng mà cái tỷ lệ người mà trẻ mà lập gia đình bỏ nhau 34,4%. Quý vị cứ thử tưởng tượng xem kinh khủng cỡ nào. Là bởi vì sao? Bởi vì có hiểu đạo lý đâu. Cái thứ mà quan trọng nhất thì không làm, cái đáng cần phải chuẩn bị thì không chuẩn bị. Ví dụ như để mà chuẩn bị cái thứ lớn nhất của đời người là lấy nhau, thế mà vì những lý do lãng xẹt cưới nhau, xong rồi một năm sau bỗng nhiên trở thành mẹ, bỗng nhiên trở thành vợ. Có những điều rất buồn cười. Nhưng mà khi thầy nói đến học, tôi lại nói là cách đây 2 năm, khi mà hệ thống tổ chức cưới tập thể cho 11 thầy cô giáo, tôi nói thật với quý vị là trước đó 1 tháng đã có buổi chia sẻ với việc là làm vợ thế nào, làm mẹ làm sao, làm con dâu kiểu gì, làm chàng rể ra làm sao. Và cái đấy nó sẽ góp phần làm cho những gia đình đó có một cái hành trình để tốt hơn. Thì đạo lý luôn là như vậy, câu chuyện luôn là như vậy. Cho nên khi cô hỏi thì lại một lần nữa chúng ta muốn xoáy sâu vào cái việc là trước sau đều như thế. Hình thức có thể thay đổi nhưng bản chất không thay đổi. Người xưa dạy thế nào? Người còn hiếu ấy, ngay từ cái nhỏ nhất là cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ lười biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Nhiều người bảo ô, thế cha mẹ trách sai tôi cũng phải thừa nhận à? Nghe nhưng phải hiểu kỹ. Bởi vì sao? Lại có câu khác dạy là cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, mà khuyên không nghe vui ca tiếp, dùng khóc khuyên đánh không giận. Có người bảo cha mẹ yêu tôi yêu, còn không yêu tôi ghét. Nghe có vẻ như có lý, nhưng nếu chúng ta nghĩ kỹ một tí, chúng ta sẽ thấy là thế anh coi cha mẹ anh có khác thì người ngoài không? Chúng ta có thấy đạo lý như vậy không ạ? Thường là người ngoài nếu ai quý ta quý, chuyện đấy bình thường. Ngược lại nếu đứa nào ghét mình còn ghét hơn. Cô đúng không ạ? Thế mà chúng ta đem đúng cái tâm đó vào, chúng ta áp vào cha mẹ, thế chẳng hóa chúng ta coi cha mẹ là người ngoài, coi là người dưng à? Mà chúng ta đâu biết rằng có được cái sinh mệnh trên cuộc đời này, biết bao nhiêu người mẹ, ngoài cái chuyện khổ đau, ngoài cái chuyện vất vả, ngoài cái chuyện phải kiếm tiền cỡ như thế nào,
thậm chí có những người mẹ còn bỏ cả tính mạng. Thật sự là các thầy cô ngồi đây, chúng ta ai làm mẹ mà không trải qua những tháng ngày vất vả, mà không trải qua những lần suýt chết, có bầu cũng suýt chết, rồi thì mang thai cũng suýt chết, rồi đẻ thậm chí cũng suýt chết. Thực tế là như vậy mà. Thế chúng ta có tính được không? Không bao giờ tính được. Vậy mà con cái lại đối xử với cha mẹ như đối xử với người ngoài thì bị sai đạo lý rồi. Cho nên chúng ta thấy cái lời dạy tưởng như đơn giản, nhưng để làm được đâu phải đơn giản. Đạo lý luôn là như vậy. Hiếu thảo cũng là như vậy. Và cái thứ hai cũng là cái điều mà để muốn chia sẻ với chúng ta là khi đã làm được một cái quan trọng này rồi thì những thứ sau tự nó sẽ làm được. Có mấy cái thứ, ví dụ hiếu, lễ, cẩn, tín, lễ nghĩa liêm sỉ là bát đức người xưa dạy. Còn trong phép tắc người con dạy là gì? Đầu tiên phải hiếu thảo, hai là anh em yêu thương nhau, ba là sống phải cẩn thận, bốn là phải giữ chữ tín, năm là phải tìm thiện trí thức để mà học tập, sáu là phải yêu thương tất cả mọi người, bảy là nhân cơ hội đó phải học tập tất cả mọi điều. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu người con hiếu thảo có cẩn thận không? Thì cẩn thận chứ. Người con hiếu thảo có giữ chữ tín không? Tại sao không? Và chúng ta thấy không, làm được cái gốc, chúng ta sẽ làm được những thứ khác. Còn ngược lại mà đi làm thứ gọn thì làm sao làm được? Hãy cứ thử tưởng tượng xem, một ngôi nhà mà xây càng cao mà móng càng không chắc thì cái khả năng đổ sẽ rất dễ xảy ra. Cho nên khi mà các thầy cô hỏi và các thầy cô nói thì chúng ta lại quay trở lại. Tất cả chúng ta ngồi đây rồi đều rõ một cái đạo lý là con cái không thể không hiếu thảo cha mẹ. Học trò không thể không kính trọng thầy cô. Sau này có những chuyên đề mà nó mang tính chuyên biệt hoặc nói sâu, chúng nói thật với các thầy cô, chỉ cần chia sẻ với chúng ta một câu thôi cũng mất nguyên cả một ngày. Và tất cả những điều này thì từ xưa đến nay, từ cổ chí kim đều đã dạy chúng ta. Chẳng qua là đâu đó vì những cái lý do khác nhau mà chúng ta xem nhẹ. Chúng ta cứ thử nhìn tổng thể của xã hội mà xem, cứ cái gì chúng ta làm xuôi thì mọi thứ ổn, còn cứ cái gì chúng ta làm ngược thì nó rối hết cả lên. Như vừa chia sẻ với chúng ta, con cái mà dạy tốt, đến lúc ăn phải ăn, đến lúc làm phải làm thì mọi thứ thuận. Còn ngược lại mình cứ cung phụng thì mình làm cho tất cả mọi thứ rối hết cả lên. Đến cấp 2 rồi là đâu đó cha mẹ với con cái không thể giao tiếp. Vâng ạ. Các thầy cô có còn những câu hỏi gì không ạ? Vâng ạ. Đầu tiên thì cũng xin là cảm ơn những cái giải đáp của thầy qua những câu hỏi vừa rồi. Về cái câu hỏi cá nhân em thì em xin đề xuất là nhất là cái câu hỏi về phương pháp hướng dẫn và đào tạo giáo viên ấy, thì xin phép thầy qua buổi này em xin được xin link của thầy để mà cùng học hỏi chia sẻ. Và có bạn nào mà cũng muốn học hỏi theo cái phương pháp của thầy ấy, thì chúng ta liên hệ với mình để cùng tập hợp để xin cái link của thầy. Vâng ạ. Thứ hai thì rất là thỏa mãn với câu hỏi của thầy. Sau này sẽ xin liên hệ với thầy cần để có những cái giải pháp nào dạ. Nó hiệu quả và hữu hiệu phù hợp với lại cơ sở thì phép được học hỏi thêm và xin hết ạ. Dạ. Và cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, kính thưa thầy Phương và thưa toàn thể lớp học của chúng ta, chắc có lẽ là cũng còn sẽ rất nhiều thầy cô có những cái chia sẻ và có những cái trải nghiệm và cũng mong muốn để được cùng trao đổi với mọi người ở đây. Tuy nhiên là thời gian có lẽ là cũng làm mất thời gian của thầy cũng tương đối nhiều rồi. Thế thì có lẽ là chúng em cũng xin phép là nếu như mà các thầy cô ở đây mà còn bất cứ câu hỏi nào hoặc là một cái mong muốn chia sẻ nào, chúng em ở phía phòng giáo dục sẽ tập hợp và sẽ xin nhờ thầy Phương có những cái chia sẻ nữa. Và không phải buổi hôm nay là buổi đầu hay là buổi cuối, chúng ta sẽ còn nhiều dịp. Thế thì báo cáo với thầy Phương cũng như là toàn thể các đồng chí, vì sao chúng ta lại hay có Hà Đông, chúng ta hay có những cái nhân duyên tuyệt vời như thế này. Thế thì như bạn Ánh cũng có chia sẻ là chúng ta có nhiều những cái hội thảo hay có nhiều những cái buổi tập huấn mà toàn bộ hội trường chúng ta cứ ngồi im vong phắc lắng nghe, có những tràng pháo tay cảm thán, hay là chúng ta ngồi cho đến tận giờ phút cuối của buổi tập huấn, thì nó cũng là những cái mà thực sự là
các bạn thì tri ân phòng giáo dục, nhưng mà phòng giáo dục thì cũng luôn luôn tri ân tất cả các thầy cô đã về với Hà Đông, đã đóng góp cái công sức của mình cho cái sự phát triển chung của giáo dục Hà Đông. Thế và cũng kể một câu chuyện nó rất là tình cờ, nhưng mà có lẽ nó cũng là một cái duyên rất là tốt đẹp để chúng ta có ngay cái buổi hôm nay. Đó là cách đây rất nhiều năm rồi, từ thời điểm mà thầy Cần chưa hề làm giáo dục, thì mấy cô cháu chị em ở tổ mầm non có đi ra nhà hàng chay Tâm An ở ngoài ngã tư Sở ăn một bữa cơm. Thì mấy cô cháu thì lần đầu đi ra đấy thì mới quan sát thấy là có một chàng thanh niên ngồi một mình, tay đeo một cái vòng gỗ. Thế và cũng rất là tò mò vì trông rất là sáng sủa này, và ăn uống rất là có một cái gì đấy thực sự là rất là thu hút và rất là lạ ấy. Thì mấy cô cháu cứ chỉ trò chuyện với nhau là tại sao lại có một cái anh thanh niên trẻ như thế ngồi ăn chay rất là nghiêm túc và rất là chú tâm vào cái việc của mình ấy. Thế thì chàng thanh niên đấy chính là thầy Cần. Và hồi đấy chưa hề biết thầy Cần, và thầy Cần cũng chưa hề làm giáo dục. Thế nhưng sau đấy thế nào đấy rồi cuối cùng là thầy Cần về Hà Đông. Thế và kết nối đến những cái buổi chia sẻ. Sau đó rất là nhiều người chia sẻ đối với cả giáo dục mầm non Hà Đông. Và để cho đến ngày hôm nay thì lại được gặp thầy Phương. Và nói thật với các đồng chí là gặp để mời được thầy Phương thì nếu như mà theo cái quy trình của hệ thống ấy, tại vì thực ra là vì thầy có rất nhiều những cái lời mời. Thế nhưng mà Hà Đông thì đặc biệt là cũng rất là phiền hệ thống và phiền thầy, đó là gì? Chúng ta lại mời rất là gấp, vì là bình thường ra thì là phải đặt lộ trình là ít nhất 15 ngày để thầy còn sắp xếp công việc cũng như là sắp xếp các cái buổi hội thảo khác. Thế nhưng mà Hà Đông vì với cái mong muốn là mời được toàn bộ các hiệu trưởng, các đồng chí chủ lớp, chúng ta ngồi lại với nhau một buổi. Thế nên là chờ đợi hội trường. Thế là khi có một cái thì là cũng xin phép thầy Cần là trao đổi để xin lịch của thầy Phương ngay. Nên là cũng hơi gấp. Nhưng mà cái mục đích đặt ra đầu tiên đối với cả cái chuyên đề hôm nay ấy, mà chia sẻ với thầy Cần để nhờ thầy Cần mời thầy Phương ấy, đó chính là cái truyền cảm hứng cho tất cả những người đứng đầu các nhà trường, các cơ sở mầm non của Hà Đông, để chúng ta chuẩn bị tâm thế cho một năm học mới, đón nhận những cái khó khăn, những cái cơ hội để chúng ta làm thật tốt cái vai của mình với một cái sứ mệnh, và như thầy nói đấy là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý. Và thực sự và đến giờ phút này thì có lẽ cái mục đích đặt ra của ban tổ chức lớp là hoàn toàn là vô cùng hiệu quả và vô cùng là tốt đẹp. Với ý nghĩa đấy thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn thầy Phương, cảm ơn thầy Cần, cảm ơn toàn bộ hệ thống giáo dục Khai Minh Đức. Và như chia sẻ của thầy Phương là tất cả các thành viên chúng ta ngồi đây đều nếu có mong muốn học tập thì hệ thống giáo dục Khai Minh Đức sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ và sẵn sàng gì ạ, chia sẻ bất cứ lúc nào. Vâng ạ. Thế và không chỉ là các mô hình tư thục mà chắc chắn là các trường công nếu cần thì thầy sẵn sàng giúp đỡ. Vâng. Thế và lại đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Vâng. Thế và với những chia sẻ như thế thì có lẽ là đến giờ phút này thì cũng đã tương đối muộn rồi. Thì chúng em cũng xin phép dừng lời tại đây, cũng như là kết thúc cái buổi chia sẻ cũng như là tập huấn tại đây. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể sự có mặt của tất cả mọi người chúng ta đã có mặt và hiện diện tại đây. Và chúc cho chúng ta có một sức khỏe thật tốt, một gia đình hạnh phúc. Và chúc cho tất cả các đơn vị nhà trường, các tập thể chúng ta sẽ đón một năm học mới thật là thành công, thật là an toàn và tràn đầy yêu thương. Vâng.